Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 36. Cuối cùng, Ngọc Nữ vẫn là không nhịn được nói, em cảm thấy có phải là anh có hiểu lầm gì đó với hai chữ ôn nhu này hay không? Kim Đồng lại chỉ ha hả cười mà không giải thích gì cả. Ngọc Nữ chưa từng phải chịu qua những nỗi khổ đó như anh ta nên cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ được nhân tính con người. Anh ta nhớ tới người chủ thầu hung thần ác sát với những người đồng nghiệp như bọn họ, thậm chí còn keo kiệt đến chết đi được, nhưng hễ nhà ai gặp khó khăn thì chủ thầu lại luôn là người đầu tiên ra tay giúp đỡ. Chốc nữa em chuyển tiền vào tài khoản cho hắn đi, số thẻ anh nhớ kỹ rồi. Kim Đồng nói. Cái gì, thật sự phải chuyển tiền cho hắn sao? Ngọc Nữ nhìn cái mặt sưng thành đầu heo của Kim Đồng thì khó chịu đáp. Kim Đồng nói, trừ phi em cảm thấy mạng của chúng ta không bằng với chút tiền như vậy. Ngọc Nữ nhẹ nhàng run rẩy hai cái, hiện giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy đối thủ kia có hơi khủng bố, quả thực chính là một tên đại ma vương mà. Tề Đẳng Nhàn tha cho đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, thậm chí cũng không đề ra điều kiện gì khác, cũng không hỏi bọn họ xem người đứng đằng sau là ai. Bởi vì hắn cũng chẳng để ý đến chuyện đó lắm. Đối với chuyện của Tôn Dĩnh Thục kia hắn cần gì phải lắm chuyện xen vào làm gì. Bị sặc nước lâu quá rồi, Tề Đẳng Nhàn nhíu mày ngồi xuống ở bên cạnh Tôn Dĩnh Thục. Một tay hắn để ở trên ngực của Tôn Dĩnh Thục, một tay hung hăng nắm chặt đấm xuống dưới, vừa hay lại đập chúng vào mu bàn tay vừa rồi. Phốc! Đột nhiên Tôn Dĩnh Thục trợn mắt, há mồm phun ra một ngụm nước. Sau đó liên tục ho khan, chỉ cảm thấy trong phổi và cổ họng như đang nhai cặn băng vậy. Vẫn may là thành phố Trung Hải của chúng ta không có các nhà máy công nghiệp nặng gì nên nước sông rất sạch sẽ, nếu không chỉ sợ cô cũng chẳng sống đến hiện giờ được. Tề Đẳng Nhàn ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta, cười như không cười nói. Khụ khụ khụ, Tôn Dĩnh Thục ho khan liên tục, một bộ dáng thanh tú yếu ớt rất khiến người ta muốn thương tiếc một phen. Chỉ là Tề Đẳng Nhàn cả ngày luôn ngồi xem Irina Zinva với Trần Ngư, cũng chẳng nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy đều đánh giá bằng một câu giống nhau. Tôn Dĩnh Thục hỏi, anh thả hai tên sát thủ kia đi rồi hả? Tề Đẳng Nhàn nói, xem ra là vừa rồi cô không sao cả. Lúc tôi mơ màng vẫn có thể nghe được một chút, anh thả bọn họ đi. Tôn Dĩnh Thục có hơi khó chịu đen mặt nói. Bọn họ tới giết tôi. Lại còn khiến chúng ta chịu thiệt lớn như vậy, anh cứ thả bọn họ đi như thế sao? Anh có biết bản thân mình đang làm cái gì hay không hả? Loại khí chất trị lớn ôn hòa lúc trước ăn cơm nháy mắt biến mất, chỉ còn lại loại khí chất của một người phụ nữ sắt đá điều hành tập đoàn tài chính thượng tinh ở lại, vừa hách dịch lại độc đoán. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, bọn họ tới giết cô thì có quan hệ gì với tôi đâu? Hơn nữa tôi chỉ phụ trách nhận tiền cứu mạng cô chứ có phải nhận tiền giải quyết luôn cả sát thủ giúp cô đâu. Còn nữa, tôi là ân nhân cứu mạng của cô, tôi kiến nghị cô không nên dùng thái độ như vậy để nói chuyện với tôi. Nếu không tôi mà giận thì nói không chừng sẽ trực tiếp ném cô xuống sông luôn cũng nên. Tôn Dĩnh Thục mở to hai mắt trừng Tề Đẳng Nhàn, biểu tình trở nên tức giận. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy nói, một chút nữa xe của chúng ta sẽ tới đây. Cô mau chóng đi uống tạm một bát canh gừng nóng rồi nghỉ ngơi cho tốt trước đi, nếu cô có mệnh hệ gì cũng chẳng có liên quan gì đến tôi cả. À, 100 triệu cai nhớ chuyển thẳng vào tài khoản của tôi đấy. Tôn Dĩnh Thục hít sâu một hơi nói, anh giúp tôi bắt được hai tên sát thủ kia, tôi đưa cho anh thêm 100 triệu. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu từ chối. Tôn Dĩnh Thục nói, vì sao? Tôi với bọn họ không thù lại chẳng oán, huống hồ gì tôi còn rất tán thưởng cái tên Kim Đồng kia, rất có phong thái nam tử hán đảm đương một phương. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Kim Đồng là một người đàn ông có bộ dạng trẻ con nhưng Tề Đẳng Nhàn lại gọi anh ta là nam tử hán. Tôn Dĩnh Thục chỉ cảm thấy ba chữ này rót vào tai nghe chói tai làm sao, cũng như lúc Ngọc Nữ nghe thấy Kim Đồng đánh giá Tề Đẳng Nhàn là một người ôn nhu vậy. Quả nhiên Tôn Dĩnh Thục là một người rất đáng tin cậy. Tất nhiên là cô ta cũng rất tài đại khí thô. 100 triệu, nói cho là cho. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy số dư trong tài khoản của mình có hơn 100 triệu chuyển vào thì cảm thấy rất vui vẻ, còn có phương pháp nào kiếm được nhiều tiền hơn thế này không? Đương nhiên là cái này không thể dùng để ra vẻ trước mặt cái tên Vladimir kia được, nếu không một giây sau sẽ bị vả cho sưng cái mặt già luôn.
Nhưng Tề Đẳng Nhàn chính là thích so tài lực với mấy tên mãng phu đó, luận bàn võ công với tên cầm đầu, so đo sức lực với phụ nữ. Tôn Dĩnh Thục sau khi sửa sang thỏa đáng lại vẫn có chút suy yếu, mặc dù đã uống hai bát canh gừng lớn nhưng vẫn cảm giác được phổi khó chịu, vừa nói chưa được một câu đã ho khan liên tục. Cái này hay đó, từ nữ cường nhân biến thành Lâm Đại Ngọc. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một câu. Tôn Dĩnh Thục ngồi xuống ở trước mặt hắn, nói, hôm nay tôi phải cảm ơn anh, nếu không cái mạng này của tôi phải táng thân nơi hoa quốc của các anh này rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, cái mạng này của cô táng thân ở hoa quốc của chúng tôi đối với hoa quốc chúng tôi mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì cho cam. Hơn nữa tôi cũng đã cầm tiền của cô rồi, cứu mạng cô là điều phải làm. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày mà Tề Đẳng Nhàn đã thu hoạch được từ chỗ của Tôn Dĩnh Thục 300 triệu, đương nhiên trong đó có cả 100 triệu tiền đánh cược giữa hắn và Park Sung Shin nữa. Tôn Dĩnh Thục bọc mình kín đến nỗi y như gấu Bắc Cực, chỉ sợ là gần đây sẽ không có cơ hội mặc loại váy ngắn thục nữ nữa. Nói như thế nào đi nữa thì mạng này của tôi cũng do anh cứu, người bạn là anh đây tôi cũng kết rồi. Tôn Dĩnh Thục uống trà nóng chậm rãi nói. Cảm ơn nha. Tề Đẳng Nhàn chỉ khách khí cười cười, cũng chẳng để trong lòng lắm. Nhà tư bản như Tôn Dĩnh Thục này mỗi một câu nói ra đều mang theo mục đích, đơn giản là coi trọng thân thủ mạnh mẽ của hắn, muốn mượn sức của hắn mà thôi. Giống như đạo lý cô ta ngàn dặm xa xôi chạy tới Trung Hải đưa bàn cờ cho Triệu Hồng Tụ vậy, Tề Đẳng Nhàn sẽ không bởi vì hai ba câu mềm mỏng của đối phương mà bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Khi nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn nhận được thông báo có tin nhắn. Lại có tiền chuyển tới, là tiền đền bù ngọc nữ chuyển tới. Hắn cười cười, cũng coi như là không nhìn lần hai người kim đồng ngọc nữ kia, còn xem như biết giữ chữ tín. Tôn Dĩnh Thục nói, là bạn bè với nhau, nếu về sau anh có chuyện gì khó khăn thì có thể nói với tôi, nếu có thể làm được thì tôi nhất định sẽ không từ chối. Tề Đẳng Nhàn nói, cô khách sáo quá rồi, Tôn phu nhân. Tôn Dĩnh Thục nói, gọi tôi là Dĩnh Thục là được. Nếu anh thật sự cảm thấy không mở miệng được thì gọi tôi một tiếng chị cũng không sao. Tề Đẳng Nhàn nói, chiếm tiện nghi của tôi hả, cô nghĩ hay thật đấy. Tôn Dĩnh Thục ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó lại cảm thấy phổi của mình có chút đau. Quả nhiên lúc bản thân mình đang không thoải mái thì không nên nói chuyện với tên này, miễn cho bị tức chết. Tôn Dĩnh Thục cô đường đường là người cầm quyền của tập đoàn tài chính Thượng Tinh. Không biết có bao nhiêu người mơ ước muốn lôi kéo làm quen với cô ta, tới chỗ của Tề Đẳng Nhàn này lại biến thành cô ta chiếm tiện nghi của hắn. Hôm nay tôi có chút không thỏa đáng nhưng cũng hy vọng cậu có thể thứ lỗi cho, dù sao thì tôi cũng suýt chút nữa đã chết. Tôn Dĩnh Thục xin lỗi vì thái độ ác liệt của mình lúc trước đối với Tề Đẳng Nhàn. Không có gì, có thể hiểu được. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả gật đầu. Tôn Dĩnh Thục lắc lắc đầu nói, thật ra không cần hai tên sát thủ kia nói thì tôi cũng biết được là ai đứng sau lưng sai khiến họ tới. Người muốn cái mạng này của tôi cũng chỉ có mấy người đó mà thôi. Chuyện Tôn Dĩnh Thục bị ám sát khiến cho phía chính quyền của tỉnh Đông Hải cực kỳ coi trọng, xuất động số lượng lớn cảnh sát và lực lượng an toàn quốc gia truy lùng bắt giữ Kim Đồng Ngọc Nữ. Chỉ là hai người này có thể làm mưa làm gió ở trong giới sát thủ lâu như vậy rồi. Thậm chí còn có thể được vị đứng đầu giới sát thủ mở lời khen thì sao có thể bắt được dễ dàng như vậy. Chuyện này hơn phân nửa là chỉ có thể bó tay bất lực trở về. Nhưng động tác lớn của chính quyền Đông Hải khẳng định cũng đã tạo được tác dụng thanh thế gõ sơn chấn hổ, rút dây động rừng, trong thời gian ngắn này Tôn Dĩnh Thục sẽ không phải gặp chuyện gì nguy hiểm tới tính mạng nữa. Thời điểm hai người đang nói chuyện, cửa đột nhiên bị mở ra. Tôn Dĩnh Thục cái đồ phụ nữ lẳng lơ nhà cô, tôi đang thắc mắc tại sao cô lại tự dưng chạy tới Hoa Quốc làm gì, hóa ra là tới Hoa Quốc tìm đàn ông. Một người đàn ông Triều Tiên tầm 30 tuổi vọt vào trong phòng, chỉ vào mũi của Tôn Dĩnh Thục mắng to. Mặt Tôn Dĩnh Thục nháy mắt đen xuống, lạnh lùng nói, cho chê ông ho anh cũng lợi hại thật đấy, không nói một tiếng đuổi tới Hoa Quốc chỉ để hắt bát nước bẩn này lên đầu của tôi hả? Choi Cheong ho cười lạnh nói, tôi bắt quả tang đúng lúc rồi. Có phải cô rất giật mình hay không? Thôi ra chúng tôi đối xử với cô không tệ, vậy mà cô lại đối xử với thôi ra chúng tôi như vậy sao? Tôn Dĩnh Thục bình tĩnh nói, đã muốn đổ tội thì sợ gì không có lý do. Các người đã sớm muốn đoạt quyền từ trong tay tôi rồi đúng không? Hà tất gì phải ở đây giả mù sa mưa?
Còn nữa, anh bảo tôi tới Hoa Quốc là để tìm đàn ông, chứng cứ đâu? Tôi nói chuyện phiếm với người ta chính là tìm đàn ông. Choi Cheong Ho trực tiếp vứt ra một tập ảnh chụp, đúng là hình ảnh Tôn Dĩnh Thục nằm ngất ở bên bờ sông, còn Tề Đẳng Nhàn đang ngồi xổm ở bên cạnh dùng tay ấn ngực cô ta giúp cho cô ta phun nước bị sặc ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một màn này nếu thật sự bị người không biết chuyện nhìn thấy thì đúng thật là sẽ có chuyện như vậy. Nhìn thấy mấy bức ảnh này, sắc mặt Tôn Dĩnh Thục trầm xuống, lạnh lùng nói, hai tên sát thủ kia là do các người bỏ tiền ra mời tới. Sát thủ gì, tôi không biết, tôi chỉ biết cô ở sau lưng tôi đi tìm đàn ông. Choi Cheong Ho cười dữ tợn nói, nếu cô đã dám đi tìm đàn ông thì khẳng định cũng nên chuẩn bị nhận cái giả phải trả. Ảnh chụp tôi đã gửi một phần về bên Triều Tiên rồi. Không bao lâu nữa mọi người đều sẽ biết cô là một con đàn bà lẳng lơ phải chạy tới Hoa Quốc tìm đàn ông. Đến lúc đó tôi xem cô còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Tôn Dĩnh Thục bị mấy lời này của Choi Cheong Ho làm cho tức giận tới mức không nhịn được, khuôn ngực phập phồng lên xuống không ngừng, phổi lại bắt đầu ẩn ẩn đau đớn. Tính ra thì Choi Cheong Ho là em chồng của cô ta, sau khi chồng cô ta chết thì vẫn luôn muốn leo lên giường của cô ta để cầm quyền. Sau khi không thành thì luôn tìm mọi cách để nhằm vào cô ta, thậm chí là bức cô ta phải rời khỏi Thôi ra. Chỉ là sao Tôn Dĩnh Thục có thể là người dễ dàng nguyện ý làm theo ý của anh ta như vậy được. Chỉ là khiến cô ta không ngờ tới chính là Choi Cheong Ho lại có thể đê tiện tới trình độ này, thế mà bôi nhỏ cô ta tới Hoa Quốc để tìm đàn ông. Tề Đẳng Nhàn lại đứng dậy ngay lúc này, cười tủm tỉm nói với Choi Cheong Ho, excuse me. Choi Cheong Ho quay đầu nói, đồ đê tiện Hoa Quốc nhà mày, có cái gì muốn nói với tao sao? Tề Đẳng Nhàn giơ tay chính là một đấm hạ thẳng xuống trên mặt già của Choi Cheong Ho. Sau đó chân phải nhấc lên, theo đó là một đạp đi xuống. Cả người Choi Cheong Ho như hổ lô lăn lông lốc ra ngoài, đụng ngã mấy cái ghế, trong miệng phun ra máu. Tiểu bổng tử, Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười đáp. Mày liễu của Tôn Dĩnh Thục nhăn lại, lắc đầu nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn nói, không ổn. Ý của cô ta đang nói là Tề Đẳng Nhàn làm như vậy không ổn lắm. Choi Cheong Ho có một tập ảnh chụp có thể thay đổi từ trắng thành đen, hơn nữa còn bị ăn đấm ở đây, nếu việc này nháo lớn lên thì tình cảnh của cô ta sẽ lập tức cực kỳ không ổn. Tôi còn cho anh ta mặt mũi, cũng dùng từ rất lễ phép rồi. Excuse me, cô không nghe thấy sao? Tề Đẳng Nhàn nói với Tôn Dĩnh Thục, một bộ dáng cực kỳ đương nhiên. Tôn Dĩnh Thục nhíu mày nói, anh cho tôi chút mặt mũi đi, không nên động thủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì tôi sẽ rất ngại, hơn nữa anh ta muốn gây phiền phức thì anh có ngăn cũng chẳng ngăn được. Cô ta biết lực ảnh hưởng của Tề Đẳng Nhàn ở tỉnh Đông Hải không bình thường nhưng thân phận của Choi Cheong Ho cũng không kém cạnh là bao, nếu nháo chuyện lớn lên mà nói thì khẳng định là Tề Đẳng Nhàn sẽ phải chịu thiệt. Tôn phu nhân, cô đề cao anh ta quá rồi. Chỉ dựa vào anh ta sao? Tề Đẳng Nhàn khinh thường đầy mặt nhìn Choi Cheong Ho nằm trên mặt đất. Một người đàn ông lại dùng thủ đoạn như vậy tới uy hiếp một người phụ nữ, hắn đúng thật là có chút khinh thường. Tuy rằng Tề Đẳng Nhàn hay để ý mấy tiểu tiết nhưng cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra mấy loại chuyện như vậy. Huống hồ gì Choi Cheong Ho còn là em chồng của Tôn Dĩnh Thục. Hai người còn có một tầng quan hệ thân thuộc hơn. Choi Cheong Ho nhìn hơn nửa ngày mới cắn răng nặn ra được một câu, Tôn Dĩnh Thục con tiện nhân nhà mày quả thực đủ ngoan độc, dám liên hợp với gian phu ở Hoa Quốc muốn mưu hại tao. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, là do anh đứng đó nói hưu nói vượn chọc phải người ta, chuyện do tự anh gây nên thì có quan hệ gì với tôi chứ? Choi Cheong Ho cười lạnh nói, chờ sau khi tao quay về Triều Tiên rồi sẽ báo cáo tất cả những chuyện mày làm với tao lên ban quản trị, tao muốn chống mắt lên nhìn thử xem có ai dám đứng về phía mày bên này hay không. Tôn Dĩnh Thục có một loại xúc động muốn lôi Choi Cheong Ho ra bầm thây vạn đoạn nhưng lý trí lại nói cho cô ta biết rằng không thể làm như vậy được. Bởi vì hiện tại ở trong ban quản trị có rất nhiều người không vừa mắt cô ta, mà người muốn kéo cô xuống ngựa lại quá nhiều. Chính mình không thể đi sai bước nào được. Đừng nhìn hiện tại Tôn Dĩnh Thục có vẻ rất vẻ vang, cầm quyền tập đoàn tài chính Thượng Tinh nhưng trên thực tế cũng như đang đi trên lớp băng mỏng vậy, cần phải thận trọng bước từng bước. Nếu không,
chỉ dựa vào một tên hèn nhát Park Sung Shin khiến tập đoàn tổn thất lớn như vậy sao có thể khiến cô tự mình ngự giá thân chinh chạy tới Trung Hải Bình Định Phong Ba, thậm chí là bỏ qua mặt mũi ngồi nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn chứ? Tôn Dĩnh Thục không thể nói là một người phụ nữ có lòng dạ thanh cao như Ngọc Tiểu Long được, nhưng nhất định là một người có lòng riêng của mình. Quay về Triều Tiên, anh chụp ảnh tôi lung tung như vậy mà còn muốn quay về Triều Tiên. Tề Đẳng Nhàn khiếp sợ nhìn choi chê ông ho, tựa như đang nhìn một tên rất ngu ngốc. Tôn Dĩnh Thục ngẩn người, thầm nghĩ Tề Đẳng Nhàn sẽ không thật sự muốn giết người đó chứ. Cô nghĩ lại rồi lại cảm thấy giết chết cũng tốt, giết chết là xong hết mọi chuyện. Hơn nữa bản thân mình cũng không cần phải lo lắng đề phòng mà chỉ cần ngồi chơi xơi nước đánh thái cực quyền né tránh mâu thuẫn là được. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn đã cứu mạng của cô ta nhưng cô ta chính là một thương nhân, chung quy lại vẫn luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, mà dựa theo một số khía cạnh nào đó thì cô ta vẫn rất lạnh lùng, dù sao quan hệ của hai người vẫn chưa đến mức sinh tử không rời như giữa Tề Đẳng Nhàn và Hướng Đông Tinh. Đánh người và giết người là hai chuyện khác nhau. Đánh người chỉ có thể gây ra mâu thuẫn nhưng giết người thì lại chính là mâu thuẫn gay gắt. Choi Chê Ông Ho bò nửa người trên dậy, lau lau máu ở khóe miệng của mình rồi cười dữ tợn nói, làm sao, mày ghê gớm lắm hả? Dám giết tao không đấy? Tao chính là người của Thôi gia của tập đoàn tài chính Thượng Tinh, tao mà chết ở Hoa Quốc của chúng mày thì chỉ sợ mang cả nhà mày ra đền mạng cũng không đủ. Những gì vừa rồi mày đánh tao? Một bút này chúng ta một hồi tính sổ sau. Đột nhiên Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười nhìn Choi Chê Ông Ho nói, anh nói đúng, tôi rất trâu bỏ đấy. Nói xong lời này hắn nhấc một chân lên đạp thẳng xuống giữa ngực và bụng của Choi Chê Ông Ho, đạp tới nỗi Choi Chê Ông Ho lăn tới bên chân tường, tưởng bản thân sắp chết ngất tới nơi. Lần này Tôn Dĩnh Thục không tiếp tục đứng ra khuyên nữa mà ngược lại hy vọng một đạp này của Tề Đẳng Nhàn có thể nặng hơn một chút. Tôn Dĩnh Thục. Choi Chê Ông Ho giống lên một tiếng thê lương. Nếu mày còn tiếp tục dung túng cho gian phu của mày như vậy thì tao nhất định sẽ khiến mày vạn kiếp bất phục. Tôn Dĩnh Thục lại đổ thêm dầu vào lửa nói, Choi Chê Ông Ho, nếu anh còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ bị hắn giết chết thì tôi cũng không quản được đâu. Ở đây là Hoa Quốc, việc tôi làm được không nhiều lắm đâu. Lời này nói ra giống như là khuyên giải nhưng thực tế chính là đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng lại đổ thêm dầu vào lửa. Tề Đẳng Nhàn là một người đã đối phó với người xấu đủ loại hơn 10 năm sao có thể không nghe hiểu mấy lời này cho được. Hắn liếc mắt nhìn Tôn Dĩnh Thục một cái, khóe miệng mang theo một tia ý cười trào phúng, tâm cơ của người phụ nữ này cũng sâu thật đấy, dám chơi chiêu này với cả mình. Những lời lúc trước cô ta nói muốn làm bạn bè với mình các thứ đúng là một chữ cũng không thể tin được. Giết tao, mày có thể bảo hắn thử xem. Choi Chê Ông Ho quả nhiên nói ra mấy lời như Tôn Dĩnh Thục mong muốn, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tề Đẳng Nhàn. Nếu ánh mắt có thể giết chết người thì lúc này Tề Đẳng Nhàn khẳng định đã vỡ nát thành trăm mảnh. Nhưng tiếc là ánh mắt không thể giết chết người được. Cũng giống như việc anh hùng bàn phím chỉ có thể thông qua bàn phím ở trên mạng hùng hùng hổ hổ chứ không có biện pháp dựa vào bàn phím để giết người được. À không đúng, ít ra bàn phím còn có thể tạo nên sóng to gió lớn có thể ép chết người ta được. Động tĩnh ở đây kinh động tới bảo tiêu của Choi Chê Ông Ho, bảo tiêu của anh ta vừa mới vọt vào đã bị bảo tiêu bên cạnh Tôn Dĩnh Thục đứng ra ngăn cản. Choi Chê Ông Ho che bụng mình lại kêu, Tôn Dĩnh Thục. Ảnh chụp của mày và tên gia phu kia rất nhanh sẽ được truyền thông của Triều Tiên phát tán ra ngoài. Không bao lâu nữa mày sẽ thân bại danh liệt. Còn nữa, mày dám sai tên gian phu kia động thủ với tao, lại thêm một tội nặng nữa. Đến lúc đó một nơi để mày dừng chân ở Triều Tiên cũng không có. Triều Tiên là một nơi có dân phong khá mâu thuẫn, không có thực lực nhưng rất thích khoác lác, tự cao kiêu ngạo nhưng thật ra trong nội tâm lại rất tự ti. Một khi bọn họ phát hiện ra chuyện nữ thần Tôn Dĩnh Thục cầm quyền của tập đoàn tài chính Thượng Tinh gian díu với một tên đàn ông Hoa Quốc thì nhất định sẽ rất tức giận, tất nhiên sẽ gõ bàn phím tới mức bàn phím không chịu nổi mà phát nổ. Chính như lời của Choi Chê Ông Ho nói, lúc ấy Tôn Dĩnh Thục ở Triều Tiên ngay cả chỗ đặt chân cũng sẽ không có, toàn bộ trên dưới quốc gia đều sẽ không chứa chấp cô. Phụ nữ Triều Tiên đương nhiên có thể gả cho đàn ông Hoa Quốc nhưng một người phụ nữ ưu tú như Tôn Dĩnh Thục đây thì chính là không được. Huống hồ gì Tôn Dĩnh Thục còn là người đã gả cho người của Thôi gia rồi,
là một quả phụ mà khiến cho vô số đàn ông Triều Tiên phải ảo tưởng. Sắc mặt của Tôn Dĩnh Thục trở nên khó coi, cô ta không nghĩ tới động tác của Choi Cheong Ho lại nhanh như vậy, sau khi có được ảnh chụp đã lập tức đi tìm truyền thông. Còn mang ảnh chụp của chúng tôi đưa cho bên truyền thông, lá gan của anh đúng thật là không hề nhỏ tí nào đâu. Tề Đẳng Nhàn hơi nhướng mày. Sao có thể chỉ có mấy bức ảnh rách đó được? Mày động vào tao thì cứ ngồi đó chờ thư của luật sư đi. Còn nữa, tập đoàn tài chính Thượng Tinh của chúng tao sẽ báo việc này với bên đại sứ quán. Tao muốn nhìn thử xem mày có mấy cân mấy lạng mà dám kiêu ngạo như vậy. Choi Cheong Ho cười lạnh, tựa như đã nắm rõ cục diện thắng chắc trong tay. Tề Đẳng Nhàn cười cười, anh đúng thật là một tên ngốc mà. Nói xong lời này hắn lại nhấc chân lên, giống như đá bóng mà đá Choi Cheong Ho lăn đến cửa phòng. Cho dù tôi với Tôn phu nhân đây thật sự có gì đi chăng nữa thì cũng không phải là chuyện mà anh có thể khua môi múa mép, càng không phải chuyện anh có thể chụp ảnh. Tề Đẳng Nhàn tựa tiếu phi tiếu nói. Nếu anh đã dám chụp ảnh tôi thì phải chuẩn bị thật tốt để nhận hậu quả. Tôi muốn ngủ với Tôn phu nhân đây, anh còn không mau chóng cút xa ra một chút. Choi Cheong Ho vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng, vừa kêu gào lên với Tôn Dĩnh Thục, mày chờ đấy cho tao, mày sắp thân bại danh liệt rồi, gian phu của mày cũng chỉ có thể có một con đường chết mà thôi. Vốn dĩ là anh ta tới tìm Tôn Dĩnh Thục hương sư vấn tội, nhưng không nghĩ tới lại bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho một trận chật vật như chó chạy trốn rời khỏi đây. Tôn Dĩnh Thục nôn nóng nói, không thể thả anh ta chạy thoát được. Tề Đẳng Nhàn lại lắc đầu nói, cô muốn chơi chết anh ta thì cô tự mình bảo người của mình động thủ đi. Tay Tôn Dĩnh Thục run run, nhấp môi nói, cậu không sợ phiền phức thật sao? Anh ta chạy rồi cậu cũng đừng mong sống tốt nữa. Tề Đẳng Nhàn cười cười, Tôn phu nhân, cô cho rằng tôi nhìn giống một tên ngốc lắm sao? Tôi nói cho cô biết, một người phụ nữ muốn khiến một người đàn ông đối với cô ta nói gì nghe nấy không phải là chơi mấy trò đấu trí đấu dũng so xem ai thông minh hơn kia. Biện pháp tốt nhất là lúc ở trên giường thổi gió bên tai kia. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục trắng nhợt, không nghĩ tới tâm tư của mình dễ dàng bị Tề Đẳng Nhàn nhìn thấu như vậy. Lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn kia của Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn lại không chút để ý nào mà chỉ nói, làm sao, muốn lấy oán trả ơn hử. Người Triều Tiên hay có tính bạch lãng nhan, điều này Tề Đẳng Nhàn đã sớm hiểu rõ ở trong lòng. Tôn Dĩnh Thục từ trước tới nay vẫn luôn là một người phụ nữ có thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, địa vị của cô ta so với Hướng Đông Tinh càng cao hơn nên đương nhiên sẽ không có ai muốn đối địch với cô ta. Không thể không nói loại nữ cường nhân có địa vị cao đã lâu như Tôn Dĩnh Thục này có ánh mắt cũng rất dọa người. Chẳng qua đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói thì cũng chỉ như trứng chọi đá. Tựa như cảm thấy đe dọa của bản thân đối với Tề Đẳng Nhàn là vô dụng, Tôn Dĩnh Thục bất đắc dĩ thở dài. Sao số của tôi lại khổ như vậy cơ chứ? Trong miệng cô ta thốt ra một câu khiến người phải rủ lòng thương. Chỉ là Tề Đẳng Nhàn lòng dạ sắt đá ngồi ở trên sofa nhìn Tôn Dĩnh Thục cười nói, địa vị của phu nhân cao quý, trong tay có tài sản mấy trăm triệu, nếu cái này còn gọi là số khổ thì phụ nữ trong thiên hạ này sống sao nổi nữa. Tôn Dĩnh Thục lắc lắc đầu, lạnh lùng nói, cậu cho rằng tiền đó của tôi đều là từ trên trời rơi xuống sao? Từ khi tôi gả vào Thôi gia tới nay đều phải chịu cảnh bị người ta khinh thường, sau khi chồng cũ chết thì càng thêm một bước khó đi. Hiện giờ cậu cũng thấy rồi đấy, bọn họ ép tôi như thế nào, đối phó với tôi làm sao? Tên Choi Cheong Ho vừa rồi kia thậm chí còn là em trai ruột của chồng cũ của tôi. Sau khi chồng cũ của tôi mất thì vẫn luôn thường xuyên quấy rối tôi. Sau khi bị tôi từ chối thì lại sử dụng đủ các loại thủ đoạn nhắm vào tôi. Lần này bị anh ta tóm được một số ảnh chụp nhìn tưởng thật nhưng lại là giả kia, tình cảnh của tôi sẽ càng gần thêm một bước tới ngã xuống đáy vực, tương lai thế nào ai có thể biết trước được. Lúc nói những lời này, Tôn Dĩnh Thục nước mắt lưng tròng, mắt đẹp nhắm lại, hai hàng nước mắt lập tức rơi xuống dưới. Tề Đẳng Nhàn nhìn Tôn Dĩnh Thục rơi nước mắt cá sấu thì vẻ mặt hơi động. Nói, phu nhân đúng thật là không dễ dàng gì. Tôn Dĩnh Thục mở to hai mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Tề Đẳng Nhàn ra vẻ bất lực nói, giúp tôi, Tề Tổng. Xin cậu giúp tôi một chút, để tôi vượt qua một cửa ải khó khăn này. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn hiện lên nét rủ lòng thương nói,
ngày trôi qua của phu nhân cũng quá khó khăn rồi, nếu không giúp cô thì tôi còn được gọi là đàn ông nữa sao? Tôn Dĩnh Thục lập tức dựa vào trong lòng hắn ô ô khóc giống lên. Tề Đẳng Nhàn mượn gió bẻ măng duỗi tay ôm cô ta. Hai người họ một người tình nguyện diễn, một người nguyện ý phối hợp, thật đúng là duyên trời tác hợp. Tôi phối hợp diễn xuất với cô như vậy, diễn tới nỗi giải Oscar còn phải nợ tôi một giải ảnh đế đấy. Trình độ diễn xuất của bà cô quả phụ này quả nhiên là vẫn kém hơn một chút so với Irina Zinva hồn nhiên như thật, cũng may gần đây đạo hạnh của mình được nâng cao, không ai có thể qua được mắt của mình. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn đắc ý rào rạt. Đối mặt với mỹ nữ như cô ta tự nhào vào trong ngực đương nhiên sẽ không từ chối, tên ngốc lắm mới từ chối, trước cứ chiếm được tiện nghi đã rồi cái khác bàn luận sau. Trình độ diễn xuất của Tôn Dĩnh Thục cũng đủ để khiến 99% đàn ông ruột gan như đứt ra từng khúc, nhưng kỹ thuật diễn của cô ta so với Irina Zinva từ nhỏ đã được tiếp xúc với kỹ thuật diễn mà nói thì vẫn là thua chỉ kém em. Irina Zinva đã tích hợp những động tác, ngôn ngữ, thần thái có thể khơi dậy mọi loại dục vọng và suy nghĩ của đàn ông vào trong xương tủy của cô ta, đó không còn là kỹ năng diễn xuất nữa mà đã trở thành một loại bản năng. Nước mắt của Tôn Dĩnh Thục làm ướt áo Tề Đẳng Nhàn, cô ngẩng đầu lên nhu nhược đáng thương nói, Tề Tổng chuẩn bị giúp tôi bằng cách nào đây? Nếu cậu đồng ý giúp tôi nhất định mang ơn đội nghĩa cậu. Tề Đẳng Nhàn nói, không phải lúc nãy phu nhân còn bảo tôi gọi cô một tiếng chị sao? Sao bây giờ lại một câu Tề Tổng hai câu Tề Tổng lạ lẫm như vậy? Tôn Dĩnh Thục nói, nếu cậu chịu giúp tôi, cậu muốn để tôi gọi cậu như nào cũng được, cái gì cũng có thể. Tề Đẳng Nhàn duỗi tay vỗ vỗ bả vai của cô, nhàn nhạt đáp, chuyện này cô không cần phải để ở trong lòng, không phải chỉ là chuyện của hai bức ảnh thôi sao? Không có chuyện gì. Tôi bảo cho chê ông Ho là một tên ngốc cũng không phải là không có đạo lý. Thậm chí chúng ta không cần phải ra tay, tự nhiên sẽ có người thu thập anh ta giúp chúng ta. Tôn Dĩnh Thục ngẩn người nói, có ý gì? Chúng ta không ra tay thì có ai sẽ nhắm vào anh ta chứ? Tề Đẳng Nhàn nói, việc này cô cứ ngồi yên chờ xem biến là được, giới truyền thông trong nước của các cô muốn dùng số ảnh chụp này để gây lớn chuyện cũng không thể làm được đâu, rất nhanh sẽ bị đè xuống thôi. Tôn Dĩnh Thục nửa tin nửa ngờ nhìn hắn. Cũng không hiểu được là Tề Đẳng Nhàn lấy đâu ra tự tin như vậy. Nhìn qua trông tôi rất giống một tên gian phu sao. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên chỉ vào mũi của mình rồi cười tủm tỉm hỏi. Ha, vẫn tốt, Tôn Dĩnh Thục bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt nói. Tề Đẳng Nhàn nói, kỹ thuật diễn của Tôn phu nhân đây cao thật đấy, chỉ là cần phải rèn luyện thêm một chút. Tôn Dĩnh Thục đột nhiên sửng sốt, cậu có ý gì? Tề Đẳng Nhàn nói. Lúc cô nói những lời này thì ánh mắt có hơi né tránh, đừng giấu giếm kiên nghị với cơ trí của cô đi thì càng có thể khiến đàn ông tin vào tình cảnh hiện giờ của cô hơn. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, trên mặt hiện lên nét phẫn nộ nói, Tề Tổng, cậu đùa cợt tôi. Cô sai rồi, tôi không hề đùa cô, chuyện này cũng sẽ được giải quyết, cô không cần phải lo lắng. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy sau đó lười biếng ngáp rồi duỗi người. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn xoay người rời khỏi. Lúc đi tới cửa, hắn chợt quay đầu mỉm cười nói, Sayonara. Nói xong lời này hắn lại như chợt nhận ra gì đó, xin lỗi, đây là tiếng Nhật. Chờ sau khi thân ảnh Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn biến mất, cả khuôn mặt của Tôn Dĩnh Thục mới trầm xuống. Cái tên này chính là một tên khốn kiếp mà, nếu có cơ hội mình nhất định phải chặt nát tay hắn ra mới được. Tôn Dĩnh Thục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Còn vì sao lại muốn chặt tay hắn ấy hả? Đó đương nhiên là vì lúc Tề Đẳng Nhàn phối hợp diễn kịch với Tôn Dĩnh Thục thì tay của hắn không thành thật chứ sao? Tôn Dĩnh Thục cũng mới ý thức được là những lời đó của mình không hề đả động được Tề Đẳng Nhàn, ngược lại còn bị nhìn thấy rõ ý đồ của mình, hơn nữa một bộ dáng phối hợp kia của hắn chẳng qua chỉ vì để chiếm chút tiện nghi. Thời điểm Tề Đẳng Nhàn đi ra từ khách sạn thì tâm tình rất không tệ. Tuy rằng nhân phẩm của Tôn Dĩnh Thục chẳng ra làm sao cả nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một quả phụ đã mất chồng. Một người phụ nữ công thành danh toại, có địa vị cao như vậy thì sao có thể dễ dàng thổ lộ tấm lòng của mình ra với người khác như vậy được. Cái này khiến cho Tề Đẳng Nhàn không khỏi nghĩ tới hướng Đông Tinh, so với Tôn Dĩnh Thục này thì cô ta vẫn còn rất đáng yêu đấy.
Nếu theo như lời của Irena Zinva kia mà quy tôn Dĩnh Thục về phe của mình thì chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì cho Cam, người phụ nữ này có tâm tư quá sâu, khó có thể tin tưởng được. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ rồi lại cười cười. Nhưng mà hợp tác một chút cũng có thể, chỉ là không thể giao tiếp quá sâu. Cho dù có lên giường với người phụ nữ này đi nữa thì cũng phải thời thời khắc khắc để phòng bị cô ta cắn ngược lại một cái. Tề Đẳng Nhàn biết loại người như Tôn Dĩnh Thục này chính là một thương nhân lúc nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, không như Hướng Đông Tinh luôn luôn cảm tính lại che giấu bằng lạnh nhạt. Lại nói, ngược lại càng thấy giống Từ Ngạo Tuyết không từ thủ đoạn hơn. Nhưng cái này cũng là bình thường, loại người này ngược lại là chiếm đa số. Tề Đẳng Nhàn vừa rời khỏi khách sạn không bao lâu thì đã bị một người ngăn cản. Là một người phụ nữ có thân hình hơi béo nhưng cũng không cao lắm. Nhưng Tề Đẳng Nhàn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra được cô ta, đúng là Ngọc Nữ vừa rồi mới giao thủ với mình xong. Loại cao thủ có công phu tới bậc này có thể dùng xúc cốt công để thay đổi ngoại hình quả thực quá dễ dàng. Vẫn chưa chịu thua, Tề Đẳng Nhàn nhìn Ngọc Nữ mỉm cười hỏi. Ngọc Nữ lắc lắc đầu nói, cậu thả cho tôi và Kim Đồng một con ngựa nên coi như chúng tôi nợ cậu một mạng, tôi tới đây để nói cho cậu biết một tin tức. Tề Đẳng Nhàn hỏi, ồ, nói ra tôi nghe thử một chút. Ngọc Nữ lập tức nói, Dương gia ở Thượng Hải dùng một số tiền lớn thuê sát thủ muốn giết người phụ nữ tên Dương Quan Quan kia của cậu, tự mình cẩn thận. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, mấy người biết được tin tức đó ở đâu? Đương nhiên là chúng tôi có con đường riêng để biết được mấy việc này, nếu cậu không tin thì tôi cũng có thể lấy ra được chứng cứ cho cậu xem. Ngọc Nữ nói, tốt, tôi đã biết, cảm ơn. Tề Đẳng Nhàn rất có lễ phép nói. Thật ra việc Dương gia ở Thượng Hải muốn mạng của Dương Quan Quan so với việc Tề Đẳng Nhàn đoán được cũng không sai lệch cho lắm. Dương lão gia tử gặp chuyện đại nạn sắp chết nhưng trong di chúc lại có nhắc tới Dương Quan Quan, phân chia một phần gia sản cho cô ta. Hơn nữa phần gia sản này còn dựa theo nhân số của đời thứ hai mà phân chia. Đời thứ hai của Dương gia tổng cộng có 3 người. Cha của Dương Quan Quan đứng hàng thứ 3 nên gia sản của Dương gia trực tiếp bị cô ta ngoạm mất hẳn 1/3. Loại chuyện kích thích như này khiến cho người ở Dương gia luôn luôn khó chịu với cô ta sao có thể ngồi yên được nữa. Thật là rộn ràng nhốn nháo toàn vì lợi, vì một chút tài sản mà đúc ảnh diều thanh, anh em bất hòa, quan hệ huyết thống đều có thể không để bụng. Trên mặt Tề Đẳng Nhàn lộ ra một tia ý cười lạnh lẽo. Sau khi Ngọc Nữ nói tin tức này cho hắn thì đã trực tiếp rời đi, lúc đi còn dè dặt cẩn trọng tới mức Tề Đẳng Nhàn thấy mà buồn cười. Nếu như hắn thật sự muốn hai cái mạng của Kim Đồng Ngọc Nữ thì bọn họ cũng chẳng sống nổi tới hiện giờ đâu. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp trở về công ty, sau đó thông báo cho Dương Quan Quan tới văn phòng của mình một chuyến. Dương Quan Quan đang vội vàng làm việc bị Tề Đẳng Nhàn gọi tới thì cực kỳ khó chịu nói. Không phải là anh lại định lôi tôi ra làm trò tiêu khiển gì đấy chứ? Dương Quan Quan mới cắt một đầu tóc ngắn mới cực kỳ xứng với bộ đồ công sở khéo léo, nhìn qua tinh thần phấn chấn, khí chất 10 phần. Cái này khiến cho Tề Đẳng Nhàn ngẩn người nói, sao tự dưng lại đi cắt tóc ngắn làm gì? Dương Quan Quan nói, thời gian xử lý tóc quá dài, hơn nữa lúc luyện công cũng có chút bất tiện. Lần trước bị người bắt cóc nên tôi cảm thấy đây là một sơ hở nên nhân tiện cắt ngắn luôn. Tề Đẳng Nhàn có một loại cảm giác vô cùng đau đớn, tuy rằng cô để một đầu tóc ngắn thật ra cũng rất đẹp nhưng Tề Đẳng Nhàn càng thích bộ dáng tóc dài phiêu phiêu của cô nàng hơn. Dương Quan Quan nhìn thấy biểu tình của Tề Đẳng Nhàn thì ngẩn ra, sau đó nhấp môi hỏi, khó coi lắm sao? Đẹp, nhưng tôi không thích nó lắm. Tề Đẳng Nhàn cười cười nói đúng sự thật. Vậy về sau tôi lại nuôi nó dài ra là được, Dương Quan Quan nhẹ giọng nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy câu trả lời này rất vừa lòng nên cũng không tiếp tục vấn đề rối rắm tóc của cô dài hay ngắn nữa, mà thực tế thì tóc ngắn nhìn qua cũng rất có ý cảnh. Anh tìm tôi là có chuyện gì sao? Lúc này Dương Quan Quan mới hỏi. Tôi có được một tin tức, gần đây Dương gia muốn thuê sát thủ giết cô nên gọi cô tới nhắc nhở tự mình chú ý an toàn của bản thân một chút. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Hắn cũng cảm thấy Dương Quan Quan miễn cưỡng có thể tự mình đảm đương được một phía, dù sao thì lúc trước khi Hoàng Tình Ca bị bắt cóc, trong tình huống nguy hiểm như vậy cũng là cô ấy tự mình ứng phó được. Lại trải qua một khoảng thời gian rèn luyện này,
công lực có bước tiến nhảy vọt, người bình thường đúng thật là không làm gì được cô nàng. Dương Quan Quan nhíu mày nói, tới cũng tốt, tôi cũng đang muốn nhìn thử xem bản thân mình gần đây có bao nhiêu đột phá đấy. Tề Đẳng Nhàn rất vừa lòng loại tâm thái này của cô ta, võ giả phải có một trái tim vô địch, vĩnh viễn không sợ chuyện gì. Dương lão gia tử có vẻ như sắp xuống mồ rồi nên người của Dương gia vì để cho một phần ba gia sản kia không bị chia ra nên lúc này mới muốn giết chết cô. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôi mặc kệ bọn họ có lý do gì đi nữa, nếu bọn họ đã dám đến thì tôi đây cũng dám phản kích. Cho dù tôi có chết thì cũng phải khiến người giết tôi phải lột một lớp da. Dương Quan Quan cười lạnh nói. So với trước kia thì thay đổi hiện tại của cô ta quá rõ rệt, nếu là trước kia thì một khi nghe thấy chuyện này chỉ sợ đã sớm sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hoang mang lo sợ tới mức không tả nổi. Nhưng hiện giờ thì sao, lại có thể dùng một loại thái độ cường ngạnh đánh lại một chiêu, dùng một loại tâm thái rộng rãi tới đối mặt với nó. Những cái này đều là do mình bồi dưỡng tạo thành, danh sư xuất cao đồ mấy lời này cũng không phải lời nói vô ích. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn khó tránh khỏi lại rào rạt đắc ý thêm một phen, rốt cuộc cái chuyện Dương Quan Quan trưởng thành này cũng rõ rành rành như ban ngày. Bao gồm cả rất nhiều bạn bè của cô nàng cũng nói cô nàng biến hóa quá lớn, quả thực khiến người ta phải kinh ngạc. Cô của trước kia khi gặp chuyện thì hận không thể trốn đến rất xa, hiện giờ còn có thể tự mình ra mặt chủ trì công đạo thay cho kẻ yếu. Đêm nay cô theo tôi tham gia một yến hội, cho cô mở rộng tầm mắt. Tề Đẳng Nhàn nói. Yến hội gì? Dương Quan Quan lập tức hưng phấn trở lại. Mỗi một lần có trường hợp quan trọng như vậy thì rất có thể sẽ phát sinh một số việc. Cái này khiến cho cô ta rất có cảm giác chờ mong. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Đại hội của chi nhánh Long Môn ở tỉnh Đông Hải. Bọn họ muốn tuyển ra đà chủ tân nhiệm. Dương Quan Quan nói. Thế lực giang hồ chân chính như Long Môn. Thật tốt. Vừa hay có thể tiếp xúc một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã liên hệ với Tổng hội trưởng của Long Môn là Lý Hà Đồ để ông ta đề cử Mã Hồng Tuấn lên kế nhiệm. Chỉ là việc này khẳng định vẫn sẽ gặp chút cản trở, hơn nữa Tự An còn chết ở trong tay tôi. Tôi ủng hộ Mã Hồng Tuấn thì hơn phân nửa sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Bất mãn, đánh đến khi bọn họ chịu phục là được rồi, loại tổ chức giang hồ như này chính là xem nắm đấm của ai mạnh hơn thôi. Dương Quan Quan cười múa may nắm đấm của mình. Bàn tay của cô nàng hiện giờ toàn bộ đều là các vết chai lớn lớn bé bé, nhìn qua không hề giống bàn tay của một cô gái chút nào. Cái này cũng từng khiến cô nàng buồn rầu rất nhiều nhưng ngẫm lại, Tề Đẳng Nhàn ngay cả những vết sẹo đó trên người mình còn không chê thì cũng không cảm thấy buồn nữa. Cô không cần phải đẹp đẽ cho đàn ông khác xem làm gì, chỉ cần một người nguyện ý thưởng thức cô vậy là đủ. Tề Đẳng Nhàn cười khổ nói, lời này của cô cũng không có gì không tốt cả. Chỉ là tôi cảm thấy có hơi hổ thẹn, sao có thể bồi dưỡng cô thành một người phụ nữ bạo lực như vậy được. Dương Quan Quan nói, tôi không hề bạo lực, chỉ là nếu người không phạm ta thì ta cũng sẽ không phạm người. Tề Đẳng Nhàn nói, lúc luyện công cũng cần phải nhớ rõ nên tu thân dưỡng tính, võ công không phải sinh hoạt hàng ngày, ngày thường nhớ xem nhiều sách một chút. Ít ra tôi cũng tốt nghiệp ở Stanford, không cần anh phải dạy tôi. Dương Quan Quan nghe vậy thì không nhịn được trợn trắng mắt lén lút nói. Nhưng thính lực của Tề Đẳng Nhàn lại cực kỳ tốt, bị lời này làm cho tức giận tới mức hận không thể kéo tên nghịch đồ này lại đánh cho một trận. Tề Đẳng Nhàn phất tay để cho Dương Quan Quan đi làm việc, còn chính mình thì lại ngồi trước máy tính cân nhắc một số việc nhỏ khác, việc quan trọng đều ghi vào một cuốn sổ nhỏ để nhớ kỹ. Tề Tổng, anh chọc phải rắc rối rồi. Không bao lâu sau. Dương Quan Quan đã đi rồi lại quay lại, sắc mặt hơi biến đen nói. Có chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Dương Quan Quan trực tiếp click mở trên máy tính ra một phần mềm tin tức quốc tế, sau đó lập tức thấy tin tức do truyền thông Triều Tiên tuyên bố chiếm cứ đầu đề. Nghi ngờ nữ sĩ Tôn Dĩnh Thục của tập đoàn tài chính Thượng Tinh xa xôi tới Hoa Quốc chỉ vì đi tìm gian phu. Cái tiêu đề này quả thực có chút kích bạo. Sau đó bên dưới là văn bản thật thật giả giả, kèm theo đó là hai bức ảnh chụp Tề Đẳng Nhàn ngồi xổm ở bên người của Tôn Dĩnh Thục. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó ha một tiếng, khó trách được vì sao mặt của Dương Quan Quan lại đen thành như vậy. Đây là việc không phải sự thật, lúc đó Tôn phu nhân đuối nước nên tôi đang cứu cô ta mà thôi.
có người muốn chỉnh cô ta nên cố ý thả những bức ảnh này ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc đầu không thèm để bụng nói. Nhưng mà tôi không tin được, Dương Quan Quan cười lạnh múa may nắm đấm với Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại nói, cô vội thì cứ đi trước đi, đợi chút nữa tôi gọi cô sau. Những việc này không cần phải để ý tới, không lâu nữa truyền thông bên Triều Tiên sẽ lập tức phải xin lỗi ngược lại thôi. Dương Quan Quan nhấp môi nói, nếu việc anh nói không phải sự thật thì đừng trách tôi không để ý tới anh nữa. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cô nàng này hôm nay tạo phản rồi, thế mà còn dám quản tới cả chuyện trên đầu mình. Cô lại không biết phân biệt đâu là lớn nhỏ nữa rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nguy hiểm. Dương Quan Quan cả kinh, tạch tạch hai cái trực tiếp triển khai thân pháp, đồng thời duỗi tay bảo vệ trước người bản thân. Sau đó cô nàng oán hận trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn, rời khỏi văn phòng. Cô ta chân trước vừa đi, Tề Đẳng Nhàn chân sau lập tức nhận được điện thoại của Lý Vân Huyền. Lại nữa, còn phải giải thích thêm một lần. Tin tức này sau khi được truyền thông Triều Tiên cho ra ánh sáng thì âm thanh nghi ngờ che trời lấp đất trực tiếp bao phủ Tôn Dĩnh Thục. Cái này khiến cho Tôn Dĩnh Thục lòng nóng như lửa đốt, cũng không biết Tề Đẳng Nhàn bảo sẽ giải quyết việc này là giải quyết như thế nào. Đối với việc này Tôn Dĩnh Thục chỉ có thể tạm thời im lặng không lên tiếng, kiên nhẫn chờ Tề Đẳng Nhàn đáp lại. Choi Chê Ông ho đắp đá lên gò má sưng đỏ của mình, cười dữ tợn nói, con tiện nhân này, tao muốn nhìn thử xem mày sẽ chết như thế nào, còn có tên gian phu kia của mày, tao sẽ thu thập hắn nhanh thôi. Choi Chê Ông ho thông qua con đường bên chính phủ chuẩn bị động tới Tề Đẳng Nhàn, phía chính phủ lại đáp lại là sẽ lập tức tiến hành điều tra. Đang lúc Choi Chê Ông ho đắc ý vạn phần thì cửa đột nhiên bị mở ra, ngoài cửa xuất hiện một đám người mặc quân phục cao cấp bao vây. Anh là Choi Chê Ông ho tiên sinh, người dẫn đầu lạnh lùng hỏi. Là tôi, tinh thần Choi Chê Ông ho rung lên, tưởng là người phụ trách điều tra việc Tề Đẳng Nhàn đánh anh ta tới. Bắt lại, người dẫn đầu vung tay lên, lạnh nhạt nói. Choi Chê Ông ho chấn động không thôi nói, mấy người có nhầm gì không? Tôi là người bị hại, hơn nữa còn là công dân Triều Tiên, mấy người. Người dẫn đầu đầy mặt âm lãnh nhìn Choi Chê Ông ho, nói, Choi Chê Ông ho tiên sinh, anh bị nghi ngờ có liên quan tới việc ác ý bôi nhỏ tướng lĩnh cấp cao của quốc gia chúng tôi, đối với quốc gia chúng tôi tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Sau khi quốc gia chúng tôi liên lạc được với quý quốc gia đã quyết định trước tiên bắt giam anh lại tiến hành thẩm tra, những việc phía sau đó quý quốc cũng sẽ phối hợp tiến hành. Choi Chê Ông ho ngốc lăng nói, cái gì? Tướng lĩnh cao cấp, anh nói đùa cái gì vậy? Người dẫn đầu lạnh nhạt nói, Tề Đẳng Nhàn tiên sinh là đại tướng chính trị của Hoa Quốc chúng tôi, anh vô cớ khiến ngài ấy phải lộ mặt trước truyền thông tương đương với việc tiết lộ cơ mật quân sự của quốc gia chúng tôi, hơn nữa còn có hành vi hắt bát nước bẩn bôi nhọ lên ngài ấy, đã tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Choi Chê Ông ho kinh hô, không phải, tôi không biết, này, đây là có chuyện gì? Đơn giản mà nói thì chính là anh bị nghi ngờ có liên quan tới việc ác ý bôi nhỏ tướng lĩnh cấp cao của quốc gia chúng tôi, phá hư quan hệ hữu nghị giữa Hoa Quốc và Triều Tiên, anh gặp rắc rối lớn rồi. Người dẫn đầu trên mặt lộ ra một tia ý cười lãnh khốc. Choi Chê Ông ho như bị sét đánh ngốc lăng đứng ở hiện trường, khó trách. Khó trách Tề Đẳng Nhàn lại dám nói anh ta là tên ngốc, cũng căn bản không thèm để ý mấy tấm ảnh chụp đó. Hóa ra hắn còn có một tầng thân phận như vậy. Tôi muốn liên lạc với đại sứ quán. Choi Chê Ông ho vội vàng nói. Không cần, bên phía đại sứ quán chúng tôi đã liên lạc giúp anh rồi, bọn họ sẽ nhanh chóng cho người tới bàn bạc với anh. Người dẫn đầu nói. Choi Chê Ông ho lập tức như cha chết mẹ chết, biết việc này đã nháo lớn, đã đề cập tới quan hệ giữa hai nước thì cái thân phận người thôi ra của tập đoàn tài chính thượng tinh này có thể nói là không có tác dụng gì cả. Bởi vì Tề Đẳng Nhàn chính là một đại tướng chính trị, hơn nữa Tề Đẳng Nhàn còn được đặc cách tuyển dụng, danh tính của thân phận có thể được coi là cơ mật quân sự. Ảnh chụp của hắn và Tôn Dĩnh Thục bị truyền thông bên Triều Tiên đẩy ra ngoài ánh sáng, tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, phía chính phủ Hoa Quốc tuyệt nhiên sẽ không ngồi yên một chỗ mà nhìn. Sau khi sự tình lên men được một lúc thì bên phía chính phủ Hoa Quốc đã liên lạc với bên chính phủ Triều Tiên. Từ đại lão quân sự Phó Phong Vân lên tiếng đầu tiên rồi sau đó tiến hành nghiêm chỉnh cảnh cáo. Sau khi Choi Chê Ông ho bị bắt không bao lâu thì bên Triều Tiên mới trả lời,
tỏ vẻ tin tức trước đó là ác ý bịa đặt, người bị nghi ngờ đã bị bắt giam. Phía chính phủ bên Triều Tiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, trong chuyện này bọn họ không hề chiếm lý. Hơn nữa nhìn trên tin tức treo hai chữ gian phu kia cũng không thỏa đáng chút nào. Bởi vì bên chính phủ Triều Tiên tích cực phối hợp nên sự việc bị áp xuống rất nhanh chóng, tin tức bay đầy trời lúc trước gần như đã bị xóa bỏ đến sạch sẽ. Mà nhóm anh hùng bàn phím của Triều Tiên thấy tình hình sau khi chính phủ thông báo thì lập tức thống nhất tỏ vẻ tin tưởng Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục có thể coi là nữ thần được vô số đàn ông Triều Tiên kính ngưỡng, nhóm người cao ngạo như vậy sẽ không tin một nữ thần như Tôn Dĩnh Thục sẽ lựa chọn một người đàn ông Hoa Quốc. Từ lúc Choi Cheong ho kích cho việc này nổi nên đến lúc sau rất nhanh đã được đè xuống. Tôn Dĩnh Thục âm thầm thở nhẹ ra một hơi, nếu mà có người mượn việc này quạt gió thêm củi vào lửa thì địa vị của cô ta sẽ rất khó có thể giữ được. Nhưng cũng may có chính phủ ra tay, sự việc đã được giải quyết. Tề Tổng, anh lợi hại thật đấy, nhanh như vậy đã có thể giải quyết xong việc này rồi, hơn thế nữa Choi Cheong ho còn bị cảnh sát mang đi. Tôn Dĩnh Thục gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn cười cười nói, ngữ khí trong câu tràn đầy ý khen ngợi. Tôi vốn không hề ra tay, là do tự anh ta tự tìm đường chết, phu nhân không cần phải khích lệ tôi. Tề Đẳng Nhàn không thèm để ý chút nào đáp. Tôn Dĩnh Thục cười nói, ngày mai tôi mời anh ăn một bữa cơm, cũng xin phiền anh nhất định phải tới, xem như tôi cảm ơn anh. Tề Đẳng Nhàn nói, quá khách khí rồi, không cần thiết đâu. Tôn Dĩnh Thục nói, không khách khí, anh đã cứu mạng của tôi rồi còn vì mấy bức ảnh kia với tôi mà gặp rắc rối, lòng tôi băn khoăn, bữa cơm này nhất định phải mời. Tề Đẳng Nhàn thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy thì cũng không từ chối nữa mà thuận miệng đồng ý, nhưng có thả một con bồ câu này đi hay không lại là một chuyện khác. Choi Cheong ho tự mình tìm đường chết chọc phải chuyện lớn như vậy, khả năng là cả đời này sẽ không thể vực dậy được nữa. Tuy rằng họ Tề này rất đáng giận nhưng cũng xem như đã giúp mình một việc lớn, gõ sơn chấn hổ. Tiếp theo trong một khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không có chuyện gì tiếp tục xảy ra nữa. Tâm tình Tôn Dĩnh Thục cực kỳ vui sướng, tâm trạng của cô ta trong ngày hôm nay thay đổi cực nhanh, đầu tiên là nguy cơ sinh tử, rồi tiếp là Choi Cheong ho từng bước ép sát, hiện tại chuyển nguy thành an, thậm chí còn khiến cho Choi Cheong ho tự mình gieo gió gặt bão. Tề Đẳng Nhàn dẫn theo Dương Quan Quan bước ra khỏi công ty đi tới chi nhánh của Long Môn ở tỉnh Đông Hải. Vốn dĩ cũng định gọi Hoàng Sung đi cùng nhưng nghĩ tới võ công của người này vẫn còn hơi kém một chút, dẫn theo hơn nửa sẽ khiến người sư phụ là hắn đây mất mặt cho nên vẫn là thôi đi. Hơn nữa, ngày hôm nay được một mình ở chung với Dương Quan Quan như này không vui hơn sao? Cô thấy rõ chưa, tình hình đã được ổn định lại rồi. Việc này chứng minh cho cái gì? Chính là chuyện giả không thể nào thành thật được, Tề Đẳng Nhàn đắc ý nói với Dương Quan Quan. Là giả thì tốt rồi, dù sao anh cũng chẳng có bản lĩnh để mà thông đồng được với Tôn phu nhân người ta quản cả một tập đoàn lớn như vậy được. Dương Quan Quan nhẹ tâm không ít, mỉm cười nói. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy giận dữ, lời này là có ý gì? Khinh thường người có phải không? Hôm nay ngay cả mông của lão hổ Tôn phu nhân kia hắn cũng đã sờ luôn rồi đấy. Đừng có ở đấy nói mát nữa, nhân gia Tôn phu nhân người ta còn tự túc nhào vào trong ngực tôi, thậm chí còn bị tôi sờ mông nữa kìa, cô không biết rõ chuyện thì cũng đừng có nói bậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Ha ha, Dương Quan Quan cười nhạt một tiếng. Tề Đẳng Nhàn lập tức trợn trắng mắt, sao cái chuyện giải dối kia thì không ít người đều tin, còn sự thật này ngược lại là không có ai tin là thế nào. Trong lúc hai người nói chuyện đã đi tới chi nhánh của Long Môn ở tỉnh Đông Hải. Chi nhánh được đặt ở trong một căn biệt thự cao cấp, biệt thự đơn lập lộ ra vẻ cao cấp giàu có. Ai nha, Tề Tổng, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Tôi còn đang trông mòn con mắt đây. Mã Hồng Tuấn vừa thấy Tề Đẳng Nhàn tới thì lập tức vui vẻ ra mặt. Tề Đẳng Nhàn đối với việc Mã Hồng Tuấn coi thường sinh mạng thì cực kỳ khó chịu nhưng cũng không cần thiết phải trở mặt với ông ta, có một người bạn có thân phận là đà chủ của Long Môn ở tỉnh Đông Hải càng phù hợp với lợi ích hơn. Trợ lý Dương, đã lâu không gặp, cô đúng là càng ngày càng xinh đẹp đấy. Mã Hồng Tuấn lại mỉm cười vươn tay với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan gật đầu nói, Mã Tổng, đã lâu không gặp, ngài cũng tinh thần phấn chấn không ít. Mã Hồng Tuấn đây là người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái,
Đà chủ Từ An áp chế ông ta nhiều năm cuối cùng cũng đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh chết rồi, ông còn có thể không vui được hay sao? Hiện giờ cơ hội lên chức của ông ta cuối cùng cũng tới rồi. Nhìn thấy đám người Mã Hồng Tuấn bước vào bàn, hội viên Long Môn đang ngồi đều ổ lên. Từ Dương là người đầu tiên đứng dậy giận dữ hét, Mã Hồng Tuấn, sắp tâm của ông ra sao, vậy mà dám mời người giết chết cha tôi tới tham dự đại hội của chi nhánh. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt quét Từ Dương một cái, nhàn nhạt nói, cha anh thông đồng với địch bán nước, bán đứng lợi ích quốc gia, nguy hại tới an toàn của quốc gia, tôi diệt trừ ông ta là chuyện nên làm, có sai trái gì sao? Từ Dương cắn răng nói, chỉ hươu nói ngựa, đổi trắng thay đen, chuyện có phải như vậy hay không thì trong lòng cậu không rõ sao? Tề Đẳng Nhàn hỏi, đây không phải cũng là học được từ mấy người hay sao? Từ Dương hận không thể xách đao đi lên chém chết tên giết cha anh ta Tề Đẳng Nhàn này, nhưng anh ta lại không có cái dũng khí đấy, dù sao thì thực lực của đối phương anh ta cũng biết rất rõ ràng. Ở đây hôm nay cũng có một vị phó đà chủ khác, người này tên là Hứa Thiếu Cường, chính là người cạnh tranh lớn nhất với Mã Hồng Tuấn. Dương Quan Quan đứng ở bên cạnh Tề Đẳng Nhàn, ánh mắt bế nghễ đảo qua một đám hội viên Long Môn đang ngồi, trong ánh mắt chỉ có tính xâm lược chứ không có bất luận co rúm gì. Nếu mấy người khó chịu thì có thể đuổi tôi đi mà. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Sắc mặt của mọi người đều trầm xuống, cảm thấy hắn có chút quá mức kiêu ngạo. Hứa Thiếu Cường đứng dậy, lạnh lùng nói, họ Tề kia, cậu đừng có mà kiêu ngạo quá mức, chi nhánh của Long Môn cũng không phải là nơi cậu muốn làm gì thì làm đâu. Tề Đẳng Nhàn không để ý đến mà trực tiếp ngồi xuống ghế, nhàn nhạt nói, hôm nay tôi tới chỉ vì một việc. Đó chính là ủng hộ việc Mã Hồng Tuấn bước lên chức vị tân chủ nhân của chi nhánh Long Môn này, ai tán thành, ai phản đối. Mọi người nghe xong thì ồ lên rồi lập tức phẫn nộ, cảm thấy như mình đang chịu nhục nhã vậy. Cậu nói ủng hộ Mã Hồng Tuấn thượng vị thì ông ta nhất định phải thượng vị sao? Có phải là cậu quá đề cao bản thân mình, cảm thấy chi nhánh Long Môn chúng tôi đều phải nghe theo cậu hay không? Hứa Thiếu Cường ung dung thong thả hỏi. Mọi người chúng ta đều phản đối. Không tôi, đúng là cậu là hung thủ giết chết Từ đà chủ, chúng ta không có khả năng không để ý tới cậu được. Mã Hồng Tuấn cái tên thương thiên hại lý nhà ông, hắn đã giết chết đà chủ rồi, ông còn thông đồng làm bậy với hắn, đúng là đồ chơi chẽn không biết xấu hổ. Mọi người đều ồn ào một trận đứng ở mặt đối lập, sôi nổi phản đối. Mã Hồng Tuấn lại đạm nhiên nói, Từ đà chủ nguy hại tới lợi ích của quốc gia. Ảnh hưởng tới đoàn kết của dân tộc ta, nên đền tội. Tề Tổng thân minh đại nghĩa, chính khí lẫm nhiên, vì cái gì tôi không thể làm bạn được với cậu ấy. Từ Dương nói, ông không cần phải ở chỗ này tranh cãi vô ích, mọi người bỏ phiếu theo đầu người là được, chúng ta nhất định phải đá cái tên bại hoại Mã Hồng Tuấn này ra khỏi chi nhánh của Long Môn chúng ta. Tôi là người đầu tiên tán thành, Hứa Thiếu Cường lập tức gật đầu nói. Chúng ta đều tán thành. Một đám người cũng theo đó đánh trống reo hò, sôi nổi tán thành đề nghị này của Từ Dương. Từ Dương nói, cái gọi là đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Mã Hồng Tuấn, ông thông đồng làm bậy với hung thủ giết chết cha của tôi, trong mắt mọi người sẽ không dung nổi hạt cát là ông này. Mã Hồng Tuấn không nghĩ tới thanh âm phản đối lại kịch liệt như thế thì hơi nhíu mày, có chút nghi ngờ bản thân mình để Tề Đẳng Nhàn ra mặt chống lưng cho mình có phải là một quyết định chính xác hay không. Tề Đẳng Nhàn vì con trai của Duy Kim Na nên dưới sự giận dữ đã bắn chết Từ An, chuyện này khiến cho tất cả hội viên Long Môn ở tỉnh Đông Hải đều rất phẫn uất. Chẳng qua phía chính phủ đứng ra tỏ thái độ, nói là Chekhov là tội phạm quốc tế bị truy nã, lại là gián điệp của Tuyết Quốc, Từ An ở chung một chỗ với hắn ta có ý đồ gây rối cho quốc gia. Mà thực tế thì mọi người đều biết Từ An tìm tới Chekhov chỉ vì muốn hung hăng dằn mặt Tề Đẳng Nhàn một phen. Nào đâu có biết thế cục lại chuyển hóa nhanh như vậy, chỉ chớp mắt một cái Chekhov đã biến thành tội phạm bị truy nã ở Tuyết Quốc, lại còn liên lụy tới lợi ích của quốc gia nữa. Từ An bị Tề Đẳng Nhàn tóm chặt lấy điểm này trực tiếp giết chết, bọn họ ngay cả báo thù cũng không dám làm, dù sao thì đó cũng là biểu đạt cho việc đối đầu với toàn bộ một quốc gia. Long Môn ở Đông Hải muốn tuyển ra đà chủ tân nhiệm, mấy người đương nhiên có thể bỏ phiếu theo đầu người để quyết định. Nhưng quyết định cuối cùng ra sao vẫn là do Tổng bộ Long Môn quyết định. Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói. Hơn nữa, Mã Hồng Tuấn không phải là người mấy người muốn đuổi đi là có thể đuổi đi,
bởi vì tôi ở chỗ này hôm nay chính là để chống lưng cho ông ta. Mấy người muốn đuổi người chính là đối nghịch với tôi. Từ Dương cười khẩy nói, mày thì là cái thá gì? Cũng xứng nhúng tay vào nội vụ trong Long Môn của chúng tao. Tề Đẳng Nhàn lôi ngọc trụy từ trong ngực của mình ra, đáp lên trên mặt bàn rồi lạnh giọng nói, môn quy của Long Môn, dĩ hạ phạm thượng đánh 15 gậy. Mọi người nghe thấy lời này thì đều cười nhạo. Ha 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 ha, thật là buồn cười chết mất, lại còn dĩ hạ phạm thượng nữa chứ, hay là cậu lại muốn nói bản thân mình chính là người của tổng bộ? Tôi chưa từng gặp qua người nào mặt dày vô sỉ như vậy, dám chạy tới Long Môn chúng ta giả danh lừa bịp. Họ Tề kia, mặc dù cậu rất lợi hại nhưng Long Môn chúng tôi cũng không phải ăn chay, mọi người cùng nhau sóng vai chiến đấu thì chưa chắc cậu đã có thể thắng được đâu. Tề Đẳng Nhàn lại đẩy đẩy ngọc trụy về phía trước thêm một chút, nhìn cho rõ vào một chút. Thượng Hải. Hứa Thiếu Cường nhìn thấy hai chữ khác trên ngọc trụy thì đồng tử co rút kịch liệt, đầy mặt không thể tin tưởng, căn bản không thể nào tin được vào hai mắt của mình. Đây là tín vật của chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải, chỉ có đà chủ mới có thể nắm giữ, đồ vật chân quý như vậy sao có thể ở trong tay của Tề Đẳng Nhàn được. Sao có thể? Đà chủ chi nhánh Thượng Hải Văn Dũng Phu chết ở trong tay cậu, cậu và bọn họ kết oán huyết hải thâm thù, sao họ có thể chấp nhận để cậu trở thành đà chủ của chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải được? Hứa Thiếu Cường vô cùng khiếp sợ nói. Văn Dũng Phu bị cá sấu giết chết ở Trung Hải nhưng đối với bên ngoài thì đa số mọi người đều tin là do Tề Đẳng Nhàn giết chết, lan truyền tới mức ồn ào huyên náo. Từ Dương cười lạnh nói, cái này thì đơn giản. Chẳng qua là sau khi hắn giết chết người ta rồi từ trên người văn lão đà chủ cướp được, vốn dĩ không phải là thật. Hứa Thiếu Cường gật gật đầu nói, cũng không sai, họ Tề kia, cậu đừng có mà ở đây cáo mượn oai hùng nữa. Tề Đẳng Nhàn lành lạnh nói, tôi cầm ngọc trụy này tức là có hiệu lệnh của Long Môn ở Thượng Hải, mấy người ở đây dĩ hạ phạm thượng luôn luôn nghi ngờ, đây là muốn châm ngòi ly gián tình đoàn kết của Long Môn chúng ta sao? Ngọc trụy này là do tổng bộ phát xuống, mấy người nghi ngờ tôi, chẳng lẽ là không để hội trưởng vào trong mắt sao? Chi nhánh Long Môn ở Đông Hải đã cuồng vọng tự đại đến mức không thèm nghe theo mệnh lệnh từ tổng bộ luôn rồi sao? Trong lúc nói chuyện, Tề Đẳng Nhàn giơ một ngón tay lên chỉ Từ Dương, nói, Dương quan quan, mau hành hình, chấp hành gia pháp của Long Môn. Được. Dương quan quan không nói hai lời đột nhiên bước lên một bước nhằm vào Từ Dương. Một loạt các từ ngữ tàn nhẫn của Tề Đẳng Nhàn thành công trấn nhiếp hội viên của Long Môn, nên lúc Dương quan quan động thủ thì không dám có một ai dám ra tay ngăn cản tương trợ. Mày dám, Từ Dương kêu to, cũng không thèm để vào mắt người phụ nữ động thủ với chính mình này, dù sao trong lòng anh ta cũng chẳng sợ lắm. Anh ta múa may nắm đấm muốn trực tiếp đánh ngã Dương quan quan nằm bẹp dưới mặt đất. Chỉ là sau khi nắm tay được chém ra lại bị Dương quan quan dùng hổ hình chảo công nhấn xuống một cái, ngay sau đó lập tức bị đối phương đá thẳng một cước vào trước ngực. Chỉ thấy Dương quan quan đông tay phải một cái, nhẹ nhàng hạ xuống trực tiếp dừng ở trên bụng của Từ Dương. Từ Dương oa một tiếng hét thảm, từ trong miệng phun ra dịch dạ dày, cả người mềm oặt ngã xuống mặt đất. Dương quan quan cười lạnh, tay trái hung hăng vỗ một chưởng xuống mặt bàn, trầm đục phịch một tiếng. Mặt bàn vỡ vụn thành nhiều mảnh, cô rút từ trong đống gỗ vụn ra một cây gậy gỗ dài hơn một khối trực tiếp quất xuống sau lưng Từ Dương. A! À. Sau lưng Từ Dương bị ăn đòn hiểm lại hét thảm lên một tiếng, trong miệng lập tức phun ra máu tươi. Dương quan quan không lưu thủ chút nào, tay cầm gậy gỗ đánh liên tục, bang bang bạch bạch liên tiếp đánh đủ 15 gậy, không thừa không thiếu. Trước mắt bao nhiêu người bị Dương quan quan đánh 15 gậy. Phía sau lưng bị đánh tới mức da chóc thịt bong, hơi thở cả người đều thoi thóp. Từ Dương phun ra một búng máu cuối cùng, suy yếu nói, Tề Đẳng Nhàn, mày sẽ không được chết tử tế. Tề Đẳng Nhàn nghe xong chỉ đào đào lỗ tai rồi nói, hiện tại còn có ai cảm thấy tôi không có đủ tư cách để nói chuyện hay không? Hứa Thiếu Cường đen mặt nói, cho dù cậu có là đà chủ của chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải đi nữa. Lời nói có uy quyền nhất định thì cũng không thể nhúng tay vào cuộc bầu cử tân đà chủ của chi nhánh Long Môn ở Đông Hải chúng tôi được. Tề Đẳng Nhàn cười ha hả, lời nói này ngược lại cũng không sai, thân phận của hắn là chủ nhân của Long Môn ở Thượng Hải, địa vị so với bất cứ ai ở đây cũng cao hơn,
Từ Dương vừa mới rồi dùng lời nói thô tục mắng hắn bị hắn tóm lấy nhược điểm đánh cho một trận cũng không phải là xấu. Chúng tôi muốn trục xuất Mã Hồng Tuấn ra khỏi chi nhánh, cho dù cậu có đại diện Long Môn ở Thượng Hải lên tiếng thì cũng chỉ có thể giữ lại làm ý kiến. Hứa Thiếu Cường cao giọng nói. Anh ta dần dần nắm giữ quyền lên tiếng, gắt gao bám chặt vào tin tức Tề Đảng Nhàn chỉ là chủ nhân của Long Môn ở Thượng Hải để nói chuyện. Đông đảo hội viên Long Môn có mặt ở hiện trường cũng âm thầm gật đầu. Lúc này bọn họ cũng đã rõ ràng, sau khi Từ An bị giết thì vì sao Tổng Bộ lại không tới tìm Tề Đảng Nhàn gây phiền toái, hóa ra là vì Tề Đảng Nhàn đã sớm gia nhập Long Môn, hơn nữa còn là chủ nhân của Long Môn ở Thượng Hải. Hôm nay chỉ cần có thể đá được Mã Hồng Tuấn ra ngoài là có thể tính rằng bọn họ đã thắng. Tề Đảng Nhàn lại lắc đầu nói, tôi nói ủng hộ Mã Hồng Tuấn thượng vị cũng không đơn giản chỉ là ý của một mình tôi, đồng thời cũng là ý của Tổng Bộ Long Môn. Hứa Thiếu Cường cười lạnh nói, không phải là cậu lại định móc luôn cả ngọc trụy của hội trưởng ra đấy chứ? Nếu cậu có thể có được nó thì chúng tôi đây sẽ lập tức nhận. Tề Đảng Nhàn nói, cái này hả? Vậy thì thật sự đúng là không có. Không có thì cậu còn nói cái gì? Chỉ bằng một câu vu khống của cậu mà chúng tôi đây phải tin rằng đó là ý của Tổng Bộ sao? Hứa Thiếu Cường khinh thường đầy mặt. Tề Đảng Nhàn nhún vai nói, tôi chỉ không có ngọc trụy của hội trưởng thôi mà, nhưng tôi gọi Tổng Hội trưởng Lý Hà Đồ của mấy người tới đó thôi. Ha 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 ha, Tổng Hội trưởng Lý Hà Đồ từ trước tới nay vẫn luôn chỉ ở trong nhà không màng tới thế sự. Cậu bảo cậu tìm ông ấy tới. Tôi thật sự muốn nhìn thử xem Lý Hà Đồ cậu tìm tới hiện giờ người đang ở nơi nào. Cũng ngay lúc này, ở cửa xuất hiện một lão nhân gần 70 tuổi mặc một thân đường trang màu bạch nguyệt, dáng người gầy nhưng rắn chắc, tinh thần quắc thước, đi đường vẫn còn rất uy vũ sinh phong. Dương Quan Quan Sai khi nhìn thấy lão nhân này thì trong lòng lập tức nổi lên cảnh giác, lập tức phán đoán được lão nhân này chính là một cao thủ cực kỳ lợi hại. Hứa Thiếu Cường nhìn thấy lão nhân tới thì thần sắc trên mặt cuối cùng cũng thả lỏng, hơi hơi chắp tay trầm giọng nói, Lâm trưởng lão, ngài đã tới. Tề Đảng Nhàn quay đầu liếc nhìn Lâm trưởng lão thì hơi nhướng lông mi lên, lão đầu này là người Lâm gia ở Đế Đô, là người một nhà với cái tên Lâm Từ Long lần trước tới sư đoàn 81 tìm hắn gây phiền toái. Lâm Tuyết Tùng, người của Lâm gia ở Đế Đô, đồng thời cũng là một trưởng lão trong tổng bộ của Long Môn. Xứng đáng với danh quyền cao chức trọng. Khó trách cái tên Hứa Thiếu Cường này nói chuyện ngông nghênh như vậy, hóa ra là sau lưng tìm được người chống lưng cho. Trong mắt Tề Đảng Nhàn mang theo ý cười nhưng trong nội tâm lại sát ý quay cuồng. Lúc trước cha hắn Tề Bất Ngữ bị Triệu gia ép buộc, Lâm gia này lại nhảy vào một chân góp vui, toàn lực ủng hộ Triệu gia đuổi tận giết tuyệt hai cha con bọn họ. Cuối cùng vẫn là do Tề lão gia tử đứng ra nói chuyện. Thỏa hiệp một phen để Triệu gia buông tha cha con hai người bọn họ, lúc này xong mới trục xuất khỏi Đế Đô. Lại nói Lâm gia với Tề gia cũng là quan hệ họ hàng nhưng lúc ấy lại theo sau làm chó cho Triệu gia khiến cho Tề Đảng Nhàn có thể nói là khắc sâu trong ký ức. Lần trước đánh bỏ một tên Lâm Từ Long, lần này tới một người có tư lịch càng già hơn, thật đúng là có ý nghĩa mà. Khó trách Lý Hà Đồ và Phó Phong Vân muốn mình gia nhập vào Long Môn như vậy. Xem ra bên trong Long Môn này khuynh hướng theo phe phái của Triệu gia thật đúng là không ít. Trong lòng Tề Đảng Nhàn âm thầm cười lạnh. Quyền lực cường đại chưa bao giờ thiếu người phụ thuộc vào và những người nịnh hót. Cho nên đám người Tề Đảng Nhàn và Ngọc Tiểu Long ở một số thời điểm khó tránh khỏi có chút cô đơn lẻ bóng, tự ngược dòng mà lên. Chỉ là việc chính nghĩa luôn luôn phải làm, nếu không thể phản kháng được cường quyền thì đế quốc đã sớm thiên thu vạn đại rồi. Lâm trưởng lão, mong ngài làm chủ cho chi nhánh Long Môn ở Đông Hải chúng tôi. Từ Dương gian nan mở miệng nói. Lâm Tuyết Tùng một bên đi tới trước một bên nhàn nhạt nói, người trẻ tuổi, tôi muốn hỏi xem cậu dựa vào đâu mà nói cậu mời được Tổng Hội trưởng Lý Hà Đồ, hiện giờ người đang ở đâu? Mau gọi ra đây cho tôi xem thử. Hay là nói cậu chỉ ở đây khoác da hổ làm cờ? Dùng thanh danh của Tổng Bộ giả danh lừa bịp. Tín vật của đà chủ chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải có phải cũng là do cậu lừa tới hay không? Ông ta đạp mạnh xuống nền nhà một cái, thân thể đột nhiên chấn động, bùm một tiếng vang lớn khiến toàn bộ biệt thự tựa như phải run lên ba cái. Dương Quan Quan không nhịn được trầm giọng nói, thật là mạnh. Quả nhiên y như sở đoán của cô ta,
Lâm Tuyết Tùng là một đại cao thủ cực kỳ lợi hại. Tề Đẳng Nhàn lại vẫn lười biếng ngồi ở trên ghế như cũ nói, ông hỏi thì tôi phải trả lời hả? Với tôi mà nói thì ông được tính là cái thá gì? Lớn mật, ngay cả cậu có là chủ nhân của Long Môn ở Thượng Hải đi nữa thì cũng không nên nói chuyện như vậy với trưởng lão của Tổng Bộ. Dĩ Hạ Phạm Thượng đánh 15 gậy, Từ Dương quỳ dạp trên mặt đất giống như tinh thần có chút tỉnh táo, giống to một câu, cả người đều phấn khởi lên. Anh ta tựa như thấy được viễn cảnh một màn 15 gậy rơi xuống trên người của Tề Đẳng Nhàn, đánh đến mức da chóc thịt bong. Lâm Tuyết Tùng cũng sắc mặt lãnh khốc nói, tôi thì là cái thá gì sao? Đã rất nhiều năm rồi không có ai dám nói với tôi như vậy đâu. Tề Đẳng Nhàn đạm nhiên nói, chẳng qua chỉ là một con chó của Triệu gia mà thôi, có cái gì mà đắc ý. Tôi chỉ sợ xương cốt của ông quá giòn, không chịu nổi được đòn đánh của tôi. Tề Đẳng Nhàn cậu khoác ra hổ làm cờ đủ chưa hả, vốn dĩ là không hề có Lý Tổng hội trưởng ủng hộ gì hết, chẳng qua chỉ là cậu ở nơi này ăn nói bừa bãi mà thôi. Hứa Thiếu Cường hùng hổ dọa người nói. Thậm chí ngay cả tín vật của Long Môn ở Thượng Hải của cậu cũng là thông qua con đường không chính đáng có được. Có đúng hay không? Lâm Tuyết Tùng nói, tôi chưa từng nghe thấy tin tức nào đề cập tới việc gần đây Tổng hội trưởng Lý Hà Đồ muốn ra ngoài, càng chưa từng nghe ai nói tân đà chủ chi nhánh Long Môn ở Thượng Hải là hắn, vậy theo như những lời hắn nói thì hết thảy đều là giả. Tề Đẳng Nhàn nói, ồ, lời lão gia hỏa ông nói cũng có chút ý tứ đấy, ông bảo là giả thì nó chính là giả sao? Lâm Tuyết Tùng nói, không sai, tôi nói nó là giả thì đó chính là giả. Nếu cậu đã dám tới chi nhánh của Long Môn chúng ta để giả danh lừa bịp vậy thì cũng đừng có ý nghĩ vẫn còn sống để ra ngoài nữa. Lời này của ông ta vừa ra khiến hiện trường lập tức khẩn trương. Một đám hội viên của Long Môn đều sát ý sôi trào, có trưởng lão bên tổng bộ chống lưng cho bọn họ có thể không cần kiêng kỵ gì nữa cả. Sắc mặt của Mã Hồng Tuấn trắng bệch, lạnh giọng quát, mấy người thật sự muốn châm ngòi ly gián quan hệ giữa các chi nhánh của Long Môn chúng ta sao? Tôi nói từ giờ trở đi ông đã không còn là người của Long Môn nữa, ai tới cũng không thể giữ được ông. Lâm Tuyết Tùng đạm nhiên nói. Hứa Thiếu Cường cao giọng quát, Mã Hồng Tuấn liên hợp với họ Tề giả danh lừa bịp, phá hư quy củ của Long Môn, tội này đáng chết. Tề Đẳng Nhàn cười nói, lão gia hỏa kia. Chỉ sợ là Lý Hà Đồ rất không nguyện ý nghe mấy lời đánh giám này của ông đâu. Lâm Tuyết Tùng nói, nếu vậy thì mời cậu mời được hội trưởng quản lý cấp cao ra đây, để cho chúng ta nhìn xem. Sao nào, nhiều năm tôi không lộ mặt thôi mà, thanh danh đã không dùng được như vậy hả? Là người hay quỷ cũng dám không để tôi ở trong mắt. Thanh âm của Lý Hà Đồ ngay lúc này lại từ bên ngoài truyền tới. Lý Hà Đồ xuất hiện khiến Lâm Tuyết Tùng không khỏi cả kinh. Rốt cuộc từng ấy năm tới nay, Lý Hà Đồ vẫn luôn du rú ở trong nhà, hiếm khi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cũng đúng là trong mấy năm gần đây trong Long Môn xuất hiện không ít vấn đề, quyền uy lời nói của Lý Hà Đồ ở tổng bộ càng ngày càng yếu, khống chế đối với chi nhánh ở mọi nơi cũng càng ngày càng lỏng lẻo. Tề Đẳng Nhàn vẫn luôn cảm thấy Lý Hà Đồ đang thả dây dài câu cá lớn giống như Trần Ngư vậy. Đầu tiên cứ mặc kệ nhóm sói ác tiến vào, sau đó lại đóng cửa đánh chó. Tổng hội trưởng. Nhóm hội viên ở hiện trường đều sôi nổi đứng dậy khom lưng chào đối với Lý Hà Đồ. Sắc mặt của Hứa Thiếu Cường nháy mắt trắng bệch, đầy mặt không thể tin được, Tề Đẳng Nhàn vậy mà thật sự gọi được cái vị tổng hội trưởng của Long Môn là Lý Hà Đồ này tới. Từ Dương xem cũng ngây người, một câu cũng không thốt ra được. Lý Hà Đồ chậm rãi đi vào. Những nơi ông ta đi qua cũng không ai dám đối diện với ông ta, đây là lực trấn nhiếp cường đại của một vị tổng hội trưởng. Đáy mắt Lâm Tuyết Tùng xẹt qua một tia u ám, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới Lý Hà Đồ nhiều năm chưa từng xuất hiện, hôm nay lại đột nhiên lộ mặt ở chi nhánh Long Môn của Đông Hải. Sao nào, Lâm trưởng lão đây là không quen biết tôi sao? Khi Lý Hà Đồ đi qua bên cạnh Lâm Tuyết Tùng thì nhàn nhạt hỏi một câu. Lâm Tuyết Tùng gặp qua tổng hội trưởng. Lâm Tuyết Tùng vội vàng ôm quyền khom lưng cung cung kính kính. Ông ta không muốn bị người ta bắt thóp gì mà Dĩ Hạ Phạm Thượng sau đó ăn mười mấy gậy lỗ nặng. Vậy mà thật sự là Tổng hội trưởng của Long Môn chúng ta, Tổng hội trưởng từ trước tới nay vẫn luôn là thần Long thấy đầu không thấy đuôi,
không nghĩ tới Tề Tổng có thể mời được ông ấy rời núi, thật không thể tưởng tượng được. Mã Hồng Tuấn kích động tới mức cả người run rẩy. Có Lý Hà Đồ đứng ra nói chuyện giúp thì chuyện bản thân mình có thể lên chức tân đà chủ còn không phải chỉ là chuyện hạ bút thành văn sao. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Tề Đảng Nhàn đều trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn, cảm thấy bản lĩnh của Tề Đảng Nhàn đúng là sâu không thể tưởng tượng được, bản thân mình về sau nhất định phải ôm cái đùi này cho thật chắc vào, tương lai tiền đồ vô khả lượng. Lý Hà Đồ bình tĩnh nói, để Mã Hồng Tuấn lên làm tân đà chủ của chi nhánh Long Môn ở Đông Hải là ý của tôi, mọi người có ý kiến gì khác sao? Từ Dương cắn chặt răng, đứng dậy ôm quyền nói, Tổng hội trưởng, không phải tôi có ý nghi ngờ quyết định của ngài, mà là Mã Hồng Tuấn thật sự không thích hợp. Lâm Tuyết Tùng cũng nói, Tổng hội trưởng, Long Môn không phải là cái chợ đại hạ giá, ý kiến của mọi người cũng rất quan trọng. Ở trước mặt vị Tổng hội trưởng Lý Hà Đồ này, ông ta không thể nào cường ngạnh nổi một chốc. Hứa Thiếu Cường cũng trầm giọng nói, nếu Tổng hội trưởng muốn để cho Mã Hồng Tuấn lên nhậm chức tân đà chủ này thì cũng phải để cho tại hạ thua tâm phục khẩu phục trước đã. Nếu không cho dù ông ta có thật sự lên làm tân đà chủ đi nữa thì chi nhánh chúng ta cũng không đồng lòng được, khó làm nên việc tốt. Lý Hà Đồ như suy tư gì đó mà nhìn Hứa Thiếu Cường rồi nói, những lời này của cậu cũng rất có đạo lý, vậy cậu nói thử xem, như thế nào mới có thể khiến cậu thua tâm phục khẩu phục. Cứ ấn theo quy củ của giang hồ là được, Lâm Tuyết Tùng ở một bên mở miệng nói. Lý Hà Đồ nói, ồ, quy củ như thế nào? Tề đà chủ tiến cử Mã Hồng Tuấn, Lâm Mỗ tiến cử Hứa Thiếu Cường. Việc này nên để tôi và Từ đà chủ hai bên cùng nhau giải quyết. Lâm Tuyết Tùng nói. Lý Hà Đồ nói, lời này cũng có đạo lý, Tề đà chủ cậu thấy thế nào? Tề Đảng Nhàn nói, được đấy, tôi không có ý kiến gì hết. Lâm Tuyết Tùng lại nói, tôi và Tề đà chủ đều là người có thân phận, một người là chủ nhân của Long Môn ở Thượng Hải. Một người là trưởng lão của tổng bộ, nếu vung tay đánh nhau thì khó tránh khỏi quá khó coi. Tề Đảng Nhàn mỉm cười nói, vậy ông muốn sắp xếp như thế nào? Lâm Tuyết Tùng nói, không bằng để đệ tử của từng người tới quyết đấu đi, Tề đà chủ cảm thấy như nào? Cứ như vậy hai người chúng ta vừa không mất thể diện, hai bên cũng sẽ không bị thương tổn hòa khí. Tề Đảng Nhàn nghe xong không khỏi nao nao, hai mắt hơi nhướng lên. Hắn còn chưa kịp nói câu nào thì cái cô mãng phu Dương Quan Quan này đã đứng ra nói, được, cứ quyết định như vậy đi. Cái này khiến cho Tề Đảng Nhàn hoảng sợ, Dương Quan Quan mới chỉ học võ mấy tháng với hắn mà thôi, đối phó với người bình thường thì dư giả nhưng nếu phân cao thấp với cao thủ chân chính thì vẫn là quá sức. Chỉ là hắn nghĩ nghĩ lại, thôi thì cứ chơi đi vậy. Lâm Tuyết Tùng nói, Thiên Dương, con lên đi. Ông nội. Từ trong đám người bước ra một người thanh niên trẻ tuổi vẫn luôn không nói lời nào, anh ta là cháu nội của Lâm Tuyết Tùng, tên là Lâm Thiên Dương. Tề Đảng Nhàn gọi Dương Quan Quan lại gần, dặn dò cô ta, người Lâm gia am hiểu công phu hình long chảo, hình long luyện thần, chú ý tới khí thế nên đấu pháp nhất định sẽ rất hung dữ. Cô theo tôi học võ lâu như vậy, tôi mới chỉ dạy cô hình ý cũng là một đòn đánh cường ngạnh. Nếu như lấy cứng trọi cứng mà nói thì chỉ sợ sẽ không bằng Lâm Thiên Dương đã luyện lâu năm. Tôi truyền cho cô chiến thuật thực chiến cũng không phải để lấy yếu thắng mạnh, mà chủ yếu là để cho cô mang về suy ngẫm nó cho thật kỹ. Dương Quan Quan cực kỳ nghiêm túc gật đầu, trong mắt bộc phát ra ý chí chiến đấu kinh người. Nếu học võ mà không cần thực chiến thì có gì đáng để học sao? Trước kia cô ta có bao nhiêu nhút nhát tự ti thì hiện tại lại có bấy nhiêu tự tin hào phóng. Cô chỉ nghĩ muốn dùng nắm đấm của mình tự mình mở ra được một con đường sống, tiếp tục dũng cảm mà bước, hoàn toàn tạm biệt chính mình vô tri vô lực của ngày trước. Tề Tổng, cái này, cậu để cho một cô gái đứng ra quyết đấu có chút không ổn cho lắm thì phải. Mã Hồng Tuấn không nhịn được tâm hoảng ý loạn nói. Nếu ông không đồng ý thì tôi đây cũng mặc kệ vậy. Tề Đảng Nhàn nói. Mã Hồng Tuấn không còn gì để nói, trong lòng lại âm thầm căng thẳng lên. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy sao có thể đánh bại được Lâm Thiên Dương cao lớn thô kệch kia đây? Gia Kiều thịt nộn chỉ sợ bị Lâm Thiên Dương dùng tay đánh một cái là có thể khiến xương cốt bị bẻ gãy. Lâm Thiên Dương thấy là một cô gái đi ra thì cũng thêm vài phần khinh miệt nói, ánh mắt của Tề đà chủ thiển cận thật đấy, vậy mà dám thu một cô gái làm đồ đệ, đợi một chốc nữa tôi cũng sẽ không vì vậy mà hạ thủ đâu.
Dương Quan Quan trấn định tự nhiên bước tới, tâm thái của cô sau khi trải qua rất nhiều trận đòn đập của cảnh ngục ở nhà tù U Đô đã sớm cứng rắn như sắt thép. Lâm Thiên Dương này so sánh với những đại lão đó thì khí chất một chút cũng không dọa người, thậm chí còn khiến cô ta cảm thấy ôn nhu giống như mèo nhỏ vậy. Tôi cũng chỉ mới luyện quyền được mấy tháng mà thôi, một lát nữa mà anh thua ở trong tay tôi thì mới gọi là mất mặt. Dương Quan Quan nhàn nhạt nói, tốt nhất là anh nên thu hồi sự khinh miệt của mình lại rồi đánh với tôi một trận thật tốt. Mã Hồng Tuấn vừa nghe thấy Dương Quan Quan bảo mới luyện quyền được mấy tháng thì trong thâm tâm đã nguội lạnh hơn phân nửa. Nhưng ông ta lại không biết, Dương Quan Quan chính là một kỳ tài luyện võ mà đến Tề Đẳng Nhàn cũng không nhịn được phải khen ngợi, thậm chí hắn còn chưa từng gặp qua người nào có được thiên phú xuất sắc hơn Dương Quan Quan cả. Loại đồ vật như thiên phú này là sinh ra đã có sẵn, là thứ mà nỗ lực sau đó có nhiều hay ít cũng không thể nào bù đắp được. Đương nhiên là Dương Quan Quan cũng rất cố gắng, chỉ cần có thời gian rảnh là sẽ luyện. Thậm chí một số lúc đang đi làm cũng sẽ bỏ ghế ra không ngồi mà đứng tấn cả một ngày. Lý Hà Đồ đạm mạc nói, một khi đã như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu trận chiến định trước đà chủ chi nhánh Long Môn ở Đông Hải thôi. Trong lòng ông ta cũng rất bực Tề Đẳng Nhàn, vậy mà dám đồng ý với yêu cầu như vậy của Lâm Tuyết Tùng, nếu như Dương Quan Quan mà thua thì chức vị đà chủ kia sẽ về tay của Hứa Thiếu Cường mất. Ông ta đường đường là tổng hội trưởng tới đây chỉ vì để chống lưng cho Mã Hồng Tuấn còn chưa kịp làm gì cả, một khi việc này truyền ra ngoài thì uy tín của ông ta sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Biện pháp ổn thỏa nhất chính là trực tiếp để Tề Đẳng Nhàn xé rách mặt với Lâm Tuyết Tùng, đánh lão già này tới mức răng rơi đầy đất là được rồi, sao còn phải hoa hòe lè loẹt như thế này làm gì. Hôm nay xem như Dương Quan Quan chính thức bước một chân vào trận chiến giang hồ. Tề Đẳng Nhàn rất chờ mong đối với biểu hiện của cô nàng. Cũng may lúc trước khi nhốt Dương Quan Quan lại để luyện võ có tập qua một chút tập thể hình, sức lực luyện được không tồi, nếu không gần đây tiến bộ nhanh như vậy thì sức lực cũng không thể nào theo kịp được tiến độ. Mời. Hai người cách nhau khoảng 3 mét, đôi bên ôm quyền cúi chào nhau. Dương Quan Quan dẫn đầu làm khó dễ, hai chân di chuyển trên mặt đất, cả người lập tức như hắc mã di chuyển tới trước mặt của Lâm Thiên Dương. Hai đùi của cô phát lực, gân xanh trên đùi uốn éo bắn ra, lập tức xẹt qua 2 mét tới phạm vi công kích bên mạn sườn. Mới luyện võ có mấy tháng mà đã có thể luyện ra được bộ pháp tinh vi như vậy rồi sao? Trong đầu Lâm Thiên Dương không tin, cảm thấy đối phương đây luyện võ ít nhất cũng phải được 3 năm rồi. Ý niệm mới chỉ động một chút mà tay phải của Dương Quan Quan đã quét tới, như rắn độc phun nọc độc chọc thẳng tới giữa mày, rồi đột ngột chuyển hướng sang bên cạnh một phân. Muốn chọc vào mắt. Tay trái của Lâm Thiên Dương vừa nhấc đã lập tức giống như một tòa cầu đá ngang trời, không nghiêng không lệch chính xác chặn lại một kích kia của Dương Quan Quan. Không chờ Dương Quan Quan biến chiêu khác, tay phải Lâm Thiên Dương lật lại tìm tòi, nắm ngón tay chụm lại đánh ra, tựa như một con rồng lớn lao xuống. Lấy công lực của Lâm Thiên Dương hiện giờ không nói có dùng một quyền móc được nội tạng của người ra nhưng cũng tuyệt đối có thể xé xuống được một tảng thịt to. Lâm Tuyết Tùng ở một bên cực kỳ đạm nhiên, rất tự tin vào Lâm Thiên Dương. Hơn nữa ông ta cũng biết rõ lai lịch của Dương Quan Quan, cũng biết rõ cô ta đúng thật là mới chỉ học võ được mấy tháng mà thôi. Dương gia ở Thượng Hải hiện tại đang muốn giết chết Dương Quan Quan, cho dù Lâm Thiên Dương không thể đánh chết cô ta, chỉ khiến cô ta trọng thương thì bản thân mình cũng có thể kiếm được vài chỗ tốt từ Dương gia rồi. Trong đầu Dương Quan Quan lúc này lại đang tua lại toàn bộ quá trình bản thân học võ mấy tháng này, thậm chí còn nghĩ tới hình ảnh bị cảnh ngục ở nhà tù U Đô đánh, tuy rằng trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều nhưng lại có một loại cảm giác rất trống rỗng. Một chảo này của Lâm Thiên Dương chộp tới, cô ta không nhìn kỹ nhưng tựa như đã rõ ràng rồi vậy. Đối phương vừa động là cô ta đã cảm giác trong tâm mình như một mặt gương linh động. Chiếu rọi tất thảy chiêu thức của đối phương ở trong đó, tất thảy biến hóa đều xem được rõ ràng. Động địch băng tâm. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy được phản ứng này của Dương Quan Quan thì cũng ngẩn cả người. Động địch băng tâm là một loại cảnh giới, chỉ là nó là cảnh giới không cách nào có thể dùng tu luyện để đạt thành, xác thực mà nói thì phải dựa vào thiên phú để ngộ được, yêu cầu cần phải có cảm giác nhạy bén và năng lực cực kỳ cường đại. Tu tới loại cảnh giới này thì trong tâm tựa như một mặt kính, nhất chiêu nhất thức của đối phương đều có thể chiếu rọi ở bên trong. Dưới chân Dương Quan Quan vừa động,
ngón chân lách qua mặt đất tựa như chân gà mà linh hoạt né được. Lâm Thiên Dương thấy một kích của mình thất bại thì cũng không để ý lắm, cột sống rung lên một cái thể hiện đã tích góp đủ sức lực, nâng bước đuổi theo, hai tay theo đó liên hoàn hạ chiêu. Mười đầu ngón tay của anh ta vô cùng kiên cố, trên làn da bên ngoài tràn ngập khí huyết, từng tấc da gà nổi lên nhìn qua như có lực trẻ vàng nứt đá. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy trào kình của đối phương xé rách không khí bước mặt lao tới, mang theo một cỗ mùi tanh khiến người hít thở không thông khiến da đầu tê dại. Cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi, Lâm Thiên Dương đã vọt tới 5-6 bước, hai tay biến hóa ra hơn 12 chảo. Đường Lang Quyền nổi tiếng về tốc độ. Đại tông sư có thể luyện bộ môn này đến mức lô hỏa thuần thanh có thể trong vòng một giây hai tay ra được hơn 20 quyền, còn có thể đảm bảo từng quyền đều chính xác đánh xuống nơi mình muốn đánh. Long chảo so với đường lang quyền nhiều thêm vài phần dày nặng, thế mạnh mẽ trầm nhưng có thể trong vòng một giây hơn mà Lâm Thiên Dương có thể ra hơn 12 chảo cũng có thể thấy được công phu cao bao nhiêu. Dương Quan Quan bị 12 liên hoàn long chảo này bức cho liên tục lùi về sau phải dùng hầu hình quyền gần như là nhảy nhót lung tung mới có thể né tránh được toàn bộ. Mọi người lúc này đều xem được rõ ràng, công phu của Dương Quan Quan hiển nhiên là không bằng được Lâm Thiên Dương, chênh lệch công lực còn không nhỏ. Đối mặt với thế công hung mãnh như rồng của Lâm Thiên Dương kia, sắc mặt của Dương Quan Quan ngưng trọng, hít sâu một hơi vào trong bụng, đột nhiên ngồi xổm xuống, hai khuỷu tay giơ lên trên đỉnh đầu. Cô muốn nhân cơ hội hít thở này để tìm ra cách phản kích nên mới dùng một thế cản như vậy, vừa để thở vừa đồng thời cũng ngăn chặn thế công liên hoàn của đối phương, tìm ra cơ hội để phản kích. Phanh, phanh. Hai chảo của Lâm Thiên Dương rơi xuống, chộp vào cánh tay của Dương Quan Quan. Chỉ nghe thấy suy suy hai tiếng, ống tay áo của Dương Quan Quan trực tiếp nổ tung, chảo kính của Lâm Thiên Dương lại biến ảo, đầu ngón tay nắm lấy da thịt non mịn hung hăng giật mạnh xuống. Dương Quan Quan dùng hai tay đỡ toàn bộ lực công kích của đối phương nhưng chảo kính của đối phương quá mạnh, da thịt lập tức bị hai chảo xé rách xuất hiện vài vết máu. Mọi người thấy một màn như vậy đều sôi nổi kinh hô. Xong rồi, phải thua rồi, vẻ mặt của Mã Hồng Tuấn tuyệt vọng nói. Sắc mặt của Lý Hà Đồ cũng trầm xuống, Dương Quan Quan một khi thua thì không sao nhưng thể diện của ông ta cũng mất sạch theo. Lâm Tuyết Thùng ở một bên lại đắc ý ra mặt. Ông ta đã sớm biết được Tề Đẳng Nhàn mới chỉ thu đồ đệ được mấy tháng mà thôi, chính mình lại cử ra cháu trai Lâm Thiên Dương đã được dạy dỗ nhiều năm xuất chiến, bên Tề Đẳng Nhàn căn bản sẽ không có nổi một phần thắng. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy hai tay đau nhức, hai chảo này đánh xuống tựa như đã khiến gân mạch và xương cốt của mình bị thương rồi, cánh tay đau tới nỗi không nâng dậy được. Ngay sau đó Lâm Thiên Dương dồn dập đánh tới, một chiêu Vân Long giơ vuốt xuất ra. Năm ngón tay như đao chém thẳng xuống yết hầu của Dương Quan Quan. Tam đại sát chiêu của võ học truyền thống chọc mắt, khoa cổ, lên gối. Ba nơi này là những nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, một khi chúng chiêu thì chỉ có thể nằm xuống. Cho nên phần lớn các sát chiêu của môn phái cũng đều quay xung quanh ba nơi này, tuy rằng đấu pháp hay thay đổi nhưng chung quy lại vẫn là muốn mạng người. Dương Quan Quan biết rõ một khi chảo này của đối phương rơi xuống người thì khí quản của chính mình nhất định sẽ bị chặt đứt nên lập tức ngồi xổm xuống, dùng thân khỉ ngồi xổm ôm đầu để tránh thoát. Mắt thấy long chảo của đối phương hạ thẳng xuống đỉnh đầu, cô lại ngồi thẳng xuống mặt đất, một chiêu con lửa lăn lộn trực tiếp triển khai. Loại chiêu thức linh hoạt như con lửa lăn lộn hoàn toàn chính là dùng để bảo mệnh, tuy rằng khó coi muốn chết nhưng thắng ở chỗ có thể né tránh được sát chiêu của đối phương. Vừa lăn vừa bò một chút đã có thể tránh ra ngoài được vài mét. Mọi người thấy một đại mỹ nữ như Dương Quan Quan dùng tới chiêu thức khó coi như vậy thì đều cảm thấy quái dị, thần sắc một đám người đều cổ quái nói không nên lời. Ha ha, tôi còn tưởng Tề đà chủ dạy ra được cao đồ như nào mới dám lên giọng như vậy, kết quả là chỉ có chút xíu trình độ như này thôi. Lâm Thiên Dương làm càn cười to một tiếng đi lên đuổi giết. Bước chân của anh ta đạp xuống tựa như trẻ con đạp xuống nền đất làm loạn đàn kiến đang bỏ vậy, một chân tiếp một chân chấn động tới mức mặt đất bang bang rung động. Thân thể Dương Quan Quan co rúm thành một quả trứng ở trên mặt đất vừa lăn vừa bò, tránh khỏi vài bước chân, nguy hiểm trùng trùng khiến người khác toát ra một phen mồ hôi lạnh. Chân của Lâm Thiên Dương đột nhiên đạp xuống bên trái chặn lại đường lui của Dương Quan Quan, chân phải bước lên một bước bước cho Dương Quan Quan chỉ có thể quay mặt sang hướng khác trốn tránh. Anh ta đột nhiên cúi eo xuống,
một tay chém thẳng xuống gáy của Dương Quan Quan, gần như hoàn toàn chặt đứt đường lui của Dương Quan Quan. Thắng bại đã phân. Lâm Tuyết Tùng lại ngay lúc này cực kỳ đắc ý cười to một tiếng. Nhưng cũng chính lúc này Dương Quan Quan đang co rút cả người thành một cục đột nhiên duỗi ra, hít sâu một hơi khí vào trong bụng, một tiếng rầm vang lớn, ngay sau đó là tiếng tim đập vô cùng kịch liệt truyền tới. Lông mày Tề Đẳng Nhàn hơi nhướng lên có chút kinh ngạc, đây là một chiêu kích phát ra tâm huyết của bí pháp, đầu tiên là không chết tim đập để khí huyết và trái tim co rút lại, tới khi cần dùng thì mạnh mẽ bơm lực, trái tim kịch liệt đập mạnh vận chuyển khí huyết tới tay chân. Kích phát đấu pháp tâm huyết như vậy cực kỳ thương tổn đến trái tim và nguyên khí của thân thể. Cho dù là Tề Đẳng Nhàn, không tới lúc đó trừ khi nó cần thiết, cũng sẽ không dùng phương pháp bí mật để bùng nổ sức mạnh thể chất. Tiềm năng của con người rất mạnh mẽ, người tập võ có thể kích thích tiềm năng của họ hơn nhiều so với người bình thường. Dương Quan Quan thể lực bộc phát một chút, thân thể nảy lên, hai tay chống trên mặt đất, đùi phải vừa nhấc lên, hung hăng dùng sức đá một cước. Tư thế này rất khó coi, như thể một con chó đang đi tiểu vào tường. Đây chính là chiêu chó vàng đi tiểu mà Tề Đẳng Nhàn đã dạy cho cô trước đây, lúc đó Dương Quan Quan mặc lễ phục không bị mắc lừa, nhưng sau khi về nhà cũng cẩn thận suy nghĩ kỹ. Một cú đá như vậy vô cùng âm hiểm và có góc độ xảo quyệt, vốn dĩ là một chiêu ẩn của sát thủ. Khi Lâm Thiên Dương không ngừng đuổi theo, cô đã đột nhiên bộc phát sức mạnh thể chất của mình và tung ra một cú đá, khiến đối phương mất cảnh giác và không có thời gian phản ứng. Không tốt, thấy vậy Lâm Tuyết Tùng hét lên, thân thể di chuyển nhanh về phía trước. Anh ta nhanh, nhưng tốc độ của Tề Đẳng Nhàn còn nhanh hơn. Trước khi anh ta có thể chớp mắt, Tề Đẳng Nhàn đã đứng trước mặt Lâm Tuyết Tùng và hành động đầu tiên là chặn bàn tay to đang nhô ra của đối phương. Cùng lúc đó, Dương Quan Quan đã đá vào đúng quần của Lâm Thiên Dương. Thân thể đang lao tới của Lâm Thiên Dương đột nhiên cứng ngắc tại chỗ, vẻ mặt cứng lại, phát ra một tiếng giống giận dữ, cả người bay ngược lên trong tư thế phản người. Dương Quan Quan thu chân lại, từ dưới đất đứng dậy, trong miệng phun ra máu. Lúc này, cô chỉ cảm thấy tim đau đớn dữ dội, từng mạch máu như muốn nổ tung, nhất là vùng sau đầu, do máu chảy quá nhiều nên gây áp lực nội sọ cao, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu đau đớn như thể sắp ngất đi. Các mạch máu ở phía sau não của cô đã chịu sức nặng không thể chịu nổi do năng lượng thể chất đột ngột bùng phát vừa rồi, chúng đang co giật, loại đau nhói này giống như có ai đó đang dùng tay kéo các mạch máu của cô vậy. Lý Hà Đồ không nhịn được thở dài nói, chó vàng đi tiểu quả là một chiêu hay. Hơi thở bộc phát của Dương Quan Quan còn bá đạo hơn cả bạo kim đan do Tề Đẳng Nhàn tạo ra, hơi giống thất thương quyền, tự hại mình trước rồi mới đến địch. Lâm Tuyết Tùng hét lớn, Thiên Dương. Cơ thể của Lâm Thiên Dương rơi xuống đất, khi anh ta ngã xuống có một tiếng rên, một mảnh máu chảy ra từ vải ở đúng quần, anh ta cũng hôn mê nghiêm trọng, hít vào nhiều thở ra ít, và anh ta có lẽ không thể sống sót. Dương Quan Quan dùng hết sức lực bùng nổ, một cú đá đạp Lâm Thiên Dương gục tại chỗ, về cơ bản tất cả những thứ bên trong đều bị đập thành mảnh vụn. Bất kỳ người đàn ông nào bị một kích như thế này cũng chỉ có thể chết một cách tàn khốc. Thế nào? Lâm trưởng lão không chịu thua, Tề Đẳng Nhàn cầm cánh tay Lâm Tuyết Tùng, cười lạnh hỏi. A, dám hại cháu tôi giết cậu. Lâm Tuyết Tùng tức giận đến đầu móc mê muội, hét lớn một tiếng, long chảo tách ra tóm lấy Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn căn bản không sợ, vừa giơ tay lên móng vuốt đại bàng va vào nhau, bịch bịch hai tiếng khiến cánh tay Lâm Tuyết Tùng tê dại. Không đợi Lâm Tuyết Tùng đổi chiêu. Tề Đẳng Nhàn đã biến móng vuốt của đại bàng thành báo quyền, tốc độ cực nhanh, móng vuốt tung ra liên tục, báo đánh liên hoàn. Hình rồng luyện thần, báo hình luyện lực. Tề Đẳng Nhàn trời sinh đã có thần lực, báo quyền này liên tiếp bộc phát ra, uy lực của nó bá đạo đến mức bất kỳ cao thủ nào nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Lâm Tuyết Tùng để Tề Đẳng Nhàn treo móng vuốt lên ngực, cả chiếc áo sơ mi bị bung ra khỏi ngực để lại 5 vết móng vuốt trên ngực ông ta. Lâm Tuyết Tùng chỉ cảm thấy rợn tóc gáy, khi một quyền đánh thẳng ra ngoài, cánh tay phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn, ầm một tiếng, không khí nổ tung. Đúng lúc này, Tề Đẳng Nhàn đột nhiên ngồi phịch xuống, hừ lạnh một tiếng, từ giữa lòng bàn tay nhô ra một cục lớn, theo sau là tiếng kêu thảm, đem lòng bàn tay của hắn đẩy ra. Anh nói không sai,
Tôi hoàn toàn có thể giết ông ta, nhưng không cần thiết. Tề Đẳng Nhàn mặt không biểu cảm nhìn Lý Hà Đồ, lạnh nhạt nói. Lý Hà Đồ nói, ồ, ông ta sẽ không bị chúng ta lợi dụng, hơn nữa còn khiêu chiến chúng ta, không bằng nên giết. Tề Đẳng Nhàn nói, giết ông ta thì danh tiếng của Lý hội trưởng sẽ lan rộng như thế nào? Giết gà làm gương cho khỉ thì tốt, nhưng để con gà này sống sẽ răn đe được nhiều người hơn. Lý Hà Đồ không nhịn được cười, nói cậu nói có lý. Tuy nhiên, cậu chưa có sự đồng ý của tôi đã giết một tên đà chủ, số nợ này nên tính thế nào đây? Hơn nữa, sau đó cậu còn ngăn cản tôi. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, Ngọc Tiểu Long kêu tôi giết người, nếu như anh không thoải mái, tôi kéo cô ấy đi, cùng nhau phân xử. Nồi này bỏ rơi. Nếu Ngọc Tiểu Long có mặt tại hiện trường, cô ấy chắc chắn sẽ đập đầu con chó của Tề Đẳng Nhàn trước. Ngọc Tiểu Long để cho cậu biết, tại sao cô ấy lại giết Tử An. Đối với tôi, người này khá an toàn. Lý Hà Đồ cau mày. Tử An đã bán đứng lợi ích của quốc gia và thông đồng với người dân của Tuyết Quốc, anh có nghĩ rằng hắn nên bị giết hay không? Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Ồ, Lý Hà Đồ cũng không quá hoài nghi. Bởi vì bản thân Ngọc Tiểu Long tính tình cũng ghen tị ác độc. Nghe nói chính là Ngọc Tiểu Long sai Tề Đẳng Nhàn giết Tử An, Lý Hà Đồ cũng không có nhiều lời. Tề Đẳng Nhàn chúc mừng Mã Hồng Tuấn thăng chức đà chủ, sau đó mang theo Dương Quan Quan chạy trốn. Mã Hồng Tuấn muốn giữ hắn ăn tối, bất quá, hắn quá lười để xã giao. Dương Quan Quan sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau đầu đau không dứt, tim còn hơi co quắp, cảm thấy vô cùng buồn nôn. Còn tệ hơn cả say rượu. Không nghĩ tới cô học được bí kỹ của tôi, lại còn vận dụng thành thạo như vậy, tôi thật sự rất kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà thở dài nói. Tôi chỉ là đang suy nghĩ, đây cũng là lần đầu tôi sử dụng. Dương Quan Quan nói. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, chiêu này cũng không dùng được quá nhiều, cho dù là tôi, sau khi dùng xong, tim cũng sẽ quá tải, khó chịu mấy ngày. Cô trong vòng 10 ngày nửa tháng phỏng chừng cũng không thể khôi phục. Bí pháp này kích nổ khí huyết tiềm lực, sẽ cho tim tổn thương quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến đại não mạch máu vỡ. Lượng máu mà tim có thể chịu được là có hạn, thực hiện nén cực độ và sau đó giải phóng nó là một hoạt động quá tải. Cô công lực cao, tôi dạy cho cô tôi tự tạo hoàng kim đan, thủ đoạn này đối với cô hầu như không có tác dụng phụ nào. Dương Quan Quan gật đầu. Bước chân có chút siêu siêu vẹo vẹo, nhìn qua giống như thân thể bị móc giống vậy. Bất quá, cô thật đúng là lợi hại, có thể đánh bại cao thủ như Lâm Thiên Dương, thật là kinh người. Tề Đẳng Nhàn thở dài nói. Cho địch nhân yếu, sau đó đánh trả, đây là ngươi trong thực chiến thuật thật viết. Bất quá, tôi không có kỳ địch lấy yếu thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Dương Quan Quan xoa đầu xe, đi trên dựa vào xe một chút liền cảm thấy buồn ngủ. Tề Đẳng Nhàn nói, đúng vậy, tôi chỉ dạy qua cho cô chiêu chó vàng đi tiểu một lần, nhưng cô nhất định đã suy nghĩ kỹ, linh hoạt vận dụng, vào thời khắc mấu chốt, đá mể của hắn thật là có thiên phú a. Dương Quan Quan mỉm cười, cảm thấy rất vui và tự hào, nhưng hiếm khi được nhà tư bản chó LSP này khen ngợi a. Muốn thắng, không thể mỗi lần đều dựa vào thủ đoạn, về sau nhất định phải nỗ lực gấp bội. Hơn nữa, loại này kích phát chiêu tiềm năng. Càng nên dùng càng ít, đến thời khắc mấu chốt tốt nhất mới không dùng. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan bị hành vi ma quái của hắn dọa sợ đến mức suýt ngã khỏi giường, hung ác nhìn hắn chằm chằm. Sau đó, cô nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn cầm khăn lau tóc, và cô lại suýt ngất đi. Con gái mà, thường có hai khăn. Một tấm rửa mặt, một tấm. Sao vậy? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Không có gì, anh mau trở về đi. Tôi không sao, rất khỏe mạnh, thân thể rất khỏe. Dương Quan Quan ngồi dậy, lớn tiếng nói. Tề Đẳng Nhàn nói, thôi mà, đã muộn như vậy, ra ngoài sợ gặp quỷ. Cô không biết đâu, tôi rất sợ quỷ. Dương Quan Quan nói, tôi nhìn anh chính là một con quỷ, lão sắc quỷ. Tôi rõ ràng là LSP, đừng nói nhảm, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan nhất thời không nói nên lời, người này không cần mặt mũi nữa sao? Cô phát hiện, chỉ cần tên Tề Đẳng Nhàn này còn dây dưa với cô, hắn sẽ ra mặt dày, chắc chắn có thể dùng đạn đại bác xuyên thủng.
Dương Quan Quan tức giận nói, đừng tưởng tôi không biết những gì anh đã làm trong khi tôi đang ngủ. Tôi đã cài sai tất cả các nút trên quần áo của mình. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói, tôi có thể làm gì? Chẳng qua là xem tim của ngươi có bị thương hay không thôi. Dương Quan Quan sửng sốt nói, anh còn có thể nhìn thấu tim. Tề Đẳng Nhàn nói, công phu đã được luyện tập đến trình độ cao và cô sẽ có khả năng nhìn thấu. Dương Quan Quan sửng sốt một lát, sau đó cười nham hiểm nói, anh tại sao không nói một chút, tu hành đến chỗ cao, có thể phi thăng tiên thiên, trường sinh bất tử chứ? Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nói, làm sao cô biết, đây là những điều cuối cùng tôi định dạy cho cô. Dương Quan Quan vừa mới ngất đi, thật sự là một kỹ năng không biết xấu hổ đến mức này, cũng thật là một loại bản lĩnh a. Nói xong, Tề Đẳng Nhàn đi thẳng vào phòng, nhích mông đến bên giường. Ngồi ở đó cảm thấy rất thoải mái. Dương Quan Quan sắc mặt đỏ bừng, ôm chăn chui vào mép giường, quấn mình như chim cút, luôn luôn đề phòng ma chảo từ trong bóng tối chui ra. À, bộ dáng này, thật muốn khi dễ cô ấy. Tề Đẳng Nhàn không khỏi trong lòng kêu lên một tiếng, nhưng nghĩ tới hôm nay mình bị thương nặng như vậy, hắn vẫn là đè tâm tư đen tối ấy xuống. Hai người sau nhiều ngày xa cách lại nằm chung trên một cái giường. Chiếc giường được phủ bằng chất khử mùi cơ thể của Dương Quan Quan đã được ngâm trong nhiều ngày, khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy nó rất thơm, và chiếc gối cũng có mùi thơm của dầu gội đầu, mùi rất dễ chịu. Kim bổ đâm, Tề Đẳng Nhàn khen. Không tồi, anh có thể cút ra ngoài để cho tôi nghỉ ngơi thật tốt. Dương Quan Quan có chút tức giận đá hắn một cước, nhưng hắn lại hờ hững. Sau khi Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, trực tiếp ngủ thiếp đi. Không thèm nói chuyện với Dương Quan Quan nữa. Sau đó, hắn vươn tay đem cô ôm vào trong ngực, nghiêm túc nói, tôi không ăn thịt người, đừng sợ. Dương Quan Quan run lên. Tuy nhiên, sau khi cô phát hiện ra rằng Tề Đẳng Nhàn thực sự không còn suy nghĩ gì nữa, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mí mắt dần nặng trĩu. Ồ, hắn hôm nay nói Dương gia người muốn mạng của ta, đại khái là bởi vì lo lắng, cho nên mới quyết định ở lại. Dương Quan Quan ngẩn người nghĩ tới đây, trong lòng càng thêm thư thái. Mãi đến sáng sớm, Dương Quan Quan mới bị đánh thức bởi tiếng còi xe cảnh sát chói tai. Cô phát hiện Tề Đẳng Nhàn không còn ở đây, không nhịn được đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy dưới lầu có rất nhiều thám tử đang thu dọn xác chết bằng túi vải đen và cáng. Tề Đẳng Nhàn đang đứng trước mặt nhóm thám tử này tán gẫu với cảnh sát trưởng Triệu Thiên Lộc. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt từ trên lầu nhìn xuống, không khỏi ngẩng đầu lên cười một tiếng. Dương Quan Quan sau khi nhìn hắn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười, trong lòng có một loại khó giải thích được cảm giác bình yên. Có vẻ như trong lúc mình đang ngủ đã xảy ra chuyện nguy hiểm, nhưng tất cả đều được Tề Đẳng Nhàn giải quyết dễ dàng. Từ Ngạo Tuyết có cảm giác rằng mình gần như đã khỏi hẳn rồi, muốn nhân dịp này quay trở về đế đô. Cô ta vốn muốn lặng lẽ hành động vào lúc rạng sáng hôm nay, nhưng cô ta đâu biết rằng phòng khám Mai La hiện đang cung phụng Tề Đẳng Nhàn như ông lớn vậy. Cũng vì thế nên tất nhiên bọn họ sẽ phái người trông coi cẩn thận 24/7 đối với bệnh nhân do hắn đưa tới. Từ Ngạo Tuyết vừa mới bắt đầu hành động đã bị phát hiện ngay lập tức, người phát hiện ra cô ta báo cáo cho Vladimir, sau đó Vladimir cũng báo cho Tề Đẳng Nhàn. Đến khi Tề Đẳng Nhàn chạy tới thì Từ Ngạo Tuyết vẫn đang im lặng dọn đồ trang sức, thậm chí cô ta còn chưa kịp thay bộ đồng phục bệnh nhân. Sao trời còn sớm thế này mà anh đã tới đây rồi? Nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, Từ Ngạo Tuyết vô cùng hoảng loạn, ngoài trời vẫn chưa sáng kia mà. Cô ta vừa cất tiếng hỏi vừa lặng lẽ giấu đồ đạc của mình ra sau lưng, sợ bị Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, Từ Ngạo Tuyết ơi là Từ Ngạo Tuyết. Cô muốn thua thê thảm đến thế sao? Thậm chí còn bỏ chạy cơ à? Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng đáp lại, ai bảo tôi định chạy trốn, chẳng qua tôi thấy căn phòng này quá bừa bộn nên muốn dọn dẹp lại một chút mà thôi, có phải anh nghĩ ngợi sâu xa quá rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn bước từng bước, áp sát cô ta, vậy sao? Để tôi xem, có phải cô đã sớm mua xong vé máy bay rồi không nhỉ? Từ Ngạo Tuyết lập tức hoảng loạn nhét điện thoại xuống dưới gối đầu. Cứ mỗi lần bị Tề Đẳng Nhàn bức bách một cách quái gở thế này là cô ta lại đánh mất hết cung cách khuôn phép mẫu mực. Đây là tài sản cá nhân của tôi, anh không được phép xem. Từ Ngạo Tuyết lạnh lùng nói.
đến cả cô mà tôi còn xem hết từ đầu đến chân rồi, thế mà cái này thì không được phép xem. Cô đùa tôi đấy à? Tề Đẳng Nhàn cười cười cướp lấy chiếc điện thoại, ép cô ta mở khóa. Từ Ngạo Tuyết liều mạng phản kháng, nhưng làm sao mà sức lực của cô ta có thể lớn bằng Tề Đẳng Nhàn được, cô ta bị hắn cầm ngón tay ấn vào vị trí nhận khóa vân tay. Tề Đẳng Nhàn mở phần mềm ra, quả nhiên nhìn thấy một mã vé máy bay có thời gian xuất phát là ngày hôm nay. Hắn bèn nở nụ cười, cô nhìn đi, cô vẫn còn chối là cô không muốn chạy cơ à? Từ Ngạo Tuyết bị Tề Đẳng Nhàn vạch trần, không biết làm gì ngoài tỏ vẻ giận dữ, tôi muốn rời khỏi thành phố Trung Hải đấy, thì sao nào? Đế Đô mới là nhà của tôi muốn về nhà thì có gì là sai? Cô muốn về nhà thì đương nhiên không có gì là sai, nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải trả nợ thua cược đã chứ. Tề Đẳng Nhàn nói. Thế nào là trả nợ thua cược? Từ Ngạo Tuyết hoang mang hỏi. Cô cũng biết mà, lần trước cô trả nợ thua cược thế nào thì lần này cô trả nợ thua cược thế ấy. Tề Đẳng Nhàn nắm lấy hai tay của cô ta, áp sát từng bước một. Trong lúc điên cuồng phản kháng, Từ Ngạo Tuyết bị hắn trực tiếp đẩy ngã xuống giường bệnh, những nút cài trên bộ quần áo bệnh nhân bung ra chỉ trong nháy mắt, hệt như một lớp giấy dán tường mỏng manh, ngay sau đó phòng tuyến cuối cùng cũng bị cởi bỏ bằng tốc độ ánh sáng. Từ Ngạo Tuyết giận dữ nói, anh đúng là thứ vô liêm sỉ không biết xấu hổ là gì, anh làm thế này có đáng mặt đàn ông không? Đồ nhỏ nhen đê tiện không ai bằng. Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta, cô có nói gì cũng không trốn được lần này đâu. Giường bệnh rung cót két, những lời nói sắp thốt ra khỏi miệng Từ Ngạo Tuyết cũng biến thành tiếng rên rỉ khe khẽ pha lẫn một chút thống khổ. Từ Ngạo Tuyết dồn hết toàn lực muốn phản kháng mà cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tay ác quỷ, ngược lại chính bản thân cô ta còn mệt chết khiếp, cả người đầm đìa mồ hôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết trong bộ đồng phục bệnh nhân sộc sạch thiếu chỉnh tề, không thể không nhớ tới trò chơi không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi của Nhật tên là trực đêm trong tòa nhà bệnh viện. Cũng có nhiều điểm tương đồng ra phết. Hức hức hức, nhất định sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết anh. Cuối cùng Từ Ngạo Tuyết không chịu đựng nổi nữa, cô ta ôm mặt bật khóc. Thế thì cô phải cố gắng thật nhiều mới được, Tề Đẳng Nhàn đáp lời cô ta, có vẻ không quan tâm lắm. Từ Ngạo Tuyết lau sạch nước mắt trên má, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mặc quần áo lại, lạnh lùng nói, rồi anh sẽ phải hối hận vì những tổn thương mà anh tạo ra cho tôi. Tôi đảm bảo đấy. Tề Đẳng Nhàn lại nói, cố lên. Từ Ngạo Tuyết siết chặt nắm đấm, cô ta biết đấu khẩu với tên này cũng chỉ là vô tác dụng, hơn nữa cô ta cũng đâu thể nói lại hắn, cái miệng kia của Tề Đẳng Nhàn có thể khiến người khác tức đến chết đi được. Sau này cứ mỗi lần hai ta gặp mặt thì tôi lại cổ vũ cô một lần nhé, để cô cố gắng lên. Tề Đẳng Nhàn cười khẽ một tiếng, bởi vì chắc chắn cô sẽ nói ra những lời tương tự. Nhưng những lời nói ấy thực sự chẳng có tác dụng gì với tôi đâu, vì cô đã nói nhiều lần lắm rồi. Từ Ngạo Tuyết giận tới nỗi suýt thì khiến vết thương chưa khép miệng được bao lâu tiếp tục bật máu, cô ta nghiến răng, được, hai ta cứ chờ mà xem. Sau khi mặc quần áo tử tế, cô ta lại là một trang hảo hán, không, cô ta lại là từ tổng cao cao tại thượng. Thế nhưng khi ở trước mặt Tề Đẳng Nhàn thì cô ta lại chẳng thể toát ra chút khí chất nào của quá khứ cả. Thậm chí chỉ cần trông thấy hắn là tâm trạng của cô ta sẽ xấu đi trông thấy. Đi thôi, tôi đưa cô đến sân bay nhé. Tề Đẳng Nhàn vỗ vào vai cô ta, mỉm cười. Từ Ngạo Tuyết nói, tôi không cần. Tề Đẳng Nhàn lại nói, vậy thì tốt quá, nếu giữa đường có sát thủ nào xuất hiện rồi đâm cho cô một nhát thì cô lại phải tiếp tục nằm dưỡng thương ở Trung Hải thêm nửa tháng nữa rồi, đến lúc đó tôi có thể chơi trò trực đêm trong tòa nhà bệnh viện thêm nhiều lần nữa. Từ Ngạo Tuyết sờn cả tóc gáy, mãi một hồi lâu sau cô ta mới gật đầu chấp nhận, thôi được, anh tiễn tôi đi đi. Được thôi, cô hận tôi thì cứ hận, nhưng giữa hai ta vẫn có chút tình nghĩa cơ mà. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Những gì diễn ra trong sáng nay khiến hắn thấy tinh thần mình vô cùng thoải mái, đêm qua ở chỗ Dương Quan Quan hắn vẫn luôn nín nhịn, bây giờ thì được thư thái rồi. Hơn nữa ngủ cùng Từ Ngạo Tuyết cũng coi như vợ chồng trùng phùng sau một thời gian dài xa cách đấy nhỉ. Dù sao lần trước bọn họ từ biệt nhau cũng lâu quá rồi mà, tuy dạo gần đây có gặp mặt nhưng vì cô ta bị thương nên chính hắn cũng không hề ra tay. Nhớ lại cảnh tượng từ tổng cao cao tại thượng tỏ ra đau đớn ấm ức trên giường bệnh, trong lòng Tề Đẳng Nhàn nảy sinh chút khoái cảm biến thái,
nhất là khoảnh khắc cuối cùng khi Từ Ngạo Tuyết sụp đổ mà hô to xin anh đừng vào. Tề Đẳng Nhàn lái xe tới sân bay, suốt dọc đường Từ Ngạo Tuyết luôn im lặng không nói câu nào, hắn cũng chẳng biết cô ta đang nghĩ gì trong đầu nữa. Lần này Từ Ngạo Tuyết quay lại Trung Hải, cô ta vốn tưởng mình có thể đối diện với Tề Đẳng Nhàn trong một tâm thái hoàn toàn khác, nào ngờ cuối cùng bản thân vẫn thất bại thảm hại, thậm chí còn suýt nữa bị người của nhà họ Tiết giết chết ở chỗ này. Cái mạng nhỏ suýt thì không còn nữa, trước khi đi lại còn phải lên giường với Tề Đẳng Nhàn một lần, cô ta có nghĩ thế nào cũng thấy tủi thân vì đã phải chịu thiệt. Làm việc cho nhà họ Triệu mệt chết đi được, phải không? Cô cũng là bất đắc dĩ nên mới phải chấp nhận, đúng chứ? Cô có muốn suy xét đến khả năng về dưới trướng tôi làm việc không nào, tôi sẽ để cô tự do hơn, thỏa thích thể hiện bản thân trong một môi trường rộng lớn hơn nữa. Được thôi, Từ Ngạo Tuyết vừa cười nhạt vừa đáp lời, anh có lá gan đó thì cứ thoải mái giao công ty lại cho tôi phụ trách. Tề Đẳng Nhàn cười nói, nhưng nhà họ Triệu đâu phải thứ tốt lành gì. Từ Ngạo Tuyết trả lời, với tôi thì đến cả một thứ anh cũng chẳng phải. Gương mặt cô ta vẫn còn ửng hồng, đôi mắt cũng trong veo và long lanh như ngậm nước, hận thì hận, nhưng cảm giác sung sướng mà cô ta đạt được cũng là sự thật không thể chối cãi. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng đưa cô ta tới sân bay. Đi đi, tôi đưa cô vào trong, hay là tới chỗ lần trước nhỉ? Tề Đẳng Nhàn vừa xuống xe đã quàng vai bá cổ Từ Ngạo Tuyết, trông có vẻ vô cùng thân mật. Từ Ngạo Tuyết giãy giụa muốn thoát ra, nhưng chút sức lực ấy làm sao mà đủ. Cô ta căm hận nói, tôi sẽ không tiếp tục cho anh cơ hội bắt nạt tôi thêm một lần nào nữa đâu. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đưa tay nhéo nhẹ ngực cô ta một cái. Từ Ngạo Tuyết tức giận tới nỗi suýt thì chết bất đắc kỳ tử ngay tại sân bay. Tôi nghĩ là cô đừng nên nói quá nhiều thì hơn. Từ Ngạo Tuyết cười mà như không cười. Từ Ngạo Tuyết đi tới cửa ra máy bay với gương mặt xanh mét, cô ta quay người lại nói, lần này từ biệt, dù có ra sao thì cũng cảm ơn anh đã cứu cái mạng chó này của tôi. Có điều, bao nhiêu nhục nhã mà anh mang lại cho tôi cũng sẽ nhớ thật kỹ, rồi sẽ có ngày tôi trả đủ. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người hỏi lại, cô coi bản thân là một con chó thật đấy à? Từ Ngạo Tuyết bỗng nhiên bật cười, phải đấy, giờ tôi là một con chó nhà có tang, không cắn chết anh thì làm sao tôi có thể yên tâm được. Hơn nữa, tôi coi bản thân là một con chó thì chính anh cũng thấy khó chịu mà. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ lẽ ra ban nãy mình không nên khinh địch mà buông tha cho cô ta dễ dàng như vậy, phải làm thêm vài lần, để cho cô ta thậm chí không thể nói ra được một câu đùa hoàn chỉnh mới đúng. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Đến lúc đó để xem cô còn có thể vừa khóc vừa nói muốn giết tôi như ngày hôm nay hay không. Tề Đẳng Nhàn đưa tay vuốt ve hai gò má trắng mịn của Từ Ngạo Tuyết, mỉm cười. Từ Ngạo Tuyết im lặng không đáp. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu cô không tin thì chúng ta có thể đánh cược. Từ Ngạo Tuyết trả lời, cược cái con mẹ anh, cả đời này tôi sẽ không bao giờ đánh cược với anh thêm một lần nào nữa. Tề Đẳng Nhàn bóp chặt hai má cô ta khiến cô ta phải kêu lên đau đớn, sau đó lên giọng dạy bảo, con gái con lứa thì không được nói tục chửi bậy, phải chú ý đến phẩm chất đạo đức được cha mẹ thầy cô rèn rũa cho chứ. Từ Ngạo Tuyết chỉ muốn đánh chết hắn thôi. Nhưng cô ta bỗng nhiên nhìn thấy một người nào đó, bèn nở nụ cười tươi như hoa, đáp lại, được, sau này tôi sẽ không bao giờ nói tục chửi bậy nữa. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy sau lưng mình lạnh như băng. Từ Ngạo Tuyết chủ động nhón chân lên hôn một cái vào má hắn, vẫy tay tạm biệt, tôi đi đây, anh đừng nhớ nhung tôi quá nhé. Nói xong câu này, cô ta xoay người bước vào lối ra máy bay, thậm chí còn quay đầu làm mặt khiêu khích thêm một lần nữa. Tề Đẳng Nhàn cũng quay đầu nhìn, bèn trông thấy Hướng Đông Tinh với vẻ mặt lạnh nhạt đứng cách đó không xa. Không còn nghi ngờ gì nữa. Lý do nét mặt và thái độ của Từ Ngạo Tuyết bỗng nhiên thay đổi 180 độ chắc chắn là cô ta rồi. A ha ha ha, canh gà, mà không đúng, Hướng Tổng, cô tới sân bay làm gì thế? Tề Đẳng Nhàn bước tới trước mặt Hướng Đông Tinh, nở nụ cười ngượng ngập, mở miệng dò hỏi. Tôi tới đón một đối tác làm ăn quan trọng mà thôi, không ngờ lại tình cờ phá hủy chuyện tốt của anh cơ đấy. Hướng Đông Tinh lạnh nhạt nói, trong giọng của cô ta sặc mùi khó chịu. Cứ mỗi lần thấy Từ Ngạo Tuyết khiêu khích mình như vậy, một nỗi bực tức không thể kiềm chế lại dâng lên trong lòng Hướng Đông Tinh.
Tề Đẳng Nhàn nói, tôi thì có thể có chuyện tốt gì được cơ chứ? Chỉ là tôi vừa tiến từ Ngạo Tuyết về đế đô thôi, vết thương của cô ấy giờ đã ổn, vừa được phép xuất viện. Hướng Đông Tinh nói, ồ, thế thì mối quan hệ giữa anh và cô ta có vẻ rất êm đẹp đấy nhỉ? Cô ấy muốn giết tôi thì êm đẹp ở chỗ nào cơ chứ? Tề Đẳng Nhàn giang hai tay ra, bất đắc dĩ hỏi lại. Hướng Đông Tinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi rồi nói, không còn chuyện gì khác thì mau cút đi, tôi còn bận đón người khác ở đây, không có thời gian nói mấy chuyện nhảm nhí với anh đâu. Thấy tâm trạng của cô ta có vẻ thất thường, Tề Đẳng Nhàn cũng liền vội vàng chuồn đi. Hắn có cảm giác như thể thời kỳ mãn kinh của Hướng Đông Tinh đã tới sớm 20 năm vậy, dạo gần đây cứ mỗi lần bọn họ gặp nhau là mặt cô ta lại sầm xì như thể hắn thiếu nợ cô ta mấy triệu bạc không bằng. 3 tiếng đồng hồ sau, Từ Ngạo Tuyết đã về tới đế đô. Ngay trong khoảnh khắc vừa đặt chân xuống lãnh thổ đế đô, cô ta lập tức có cảm giác an toàn. Tuy bầu không khí ở nơi này không quá sạch sẽ, khói bụi vô cùng nghiêm trọng khiến người ta hít thở không thông, nhưng ít nhất ở nơi này không có cái tên đáng ghét Tề Đẳng Nhàn. Chỉ cần không phải thở chung một bầu không khí với con người này, cả thể xác lẫn tinh thần của Từ Ngạo Tuyết đều vui sướng hơn không ít. Chuyện đầu tiên Từ Ngạo Tuyết làm sau khi ra khỏi sân bay là đeo khẩu trang rồi tới hiệu thuốc mua thuốc uống. Mỗi lần làm chuyện như vậy, cô ta đều có cảm giác xấu hổ đến mức gần như không mở miệng được. Dù nhân viên thu ngân nhìn cô ta bằng ánh mắt rất bình thường thì cô ta vẫn có cảm giác vô cùng mất tự nhiên, vô thức coi ánh mắt kia là một ánh mắt lạ lẫm người ta dùng để nhìn những kẻ cực kỳ quái dị. Từ Ngạo Tuyết đi tới ven đường rồi đứng đó đợi xe, chẳng bao lâu sau, một chiếc xe Jeep có gắn biển đỏ ở đuôi xe chậm rãi ngừng lại, cô ta mở cửa rồi bước lên xe. Người ngồi bên trong xe là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai và cao lớn. Em về rồi, chúc mừng em đã làm xong mọi chuyện. Người đàn ông trẻ tuổi đó nở một nụ cười thật tươi, anh ta giơ tay muốn sờ vào tay của Từ Ngạo Tuyết. Từ Ngạo Tuyết rụt tay về y như bị điện giật, cô ta đáp, đâu có gì đáng để chúc mừng, mau đi thôi. Trong mắt người đàn ông trẻ tuổi hiện lên chút cảm xúc oán giận, còn có một tia tán thưởng sinh ra trong vô thức. Xe chạy hơn một tiếng, anh ta tiến Từ Ngạo Tuyết vào tận cửa nhà rồi nói, đến nơi rồi, em hãy nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Từ Ngạo Tuyết vừa xuống xe đã lập tức đi ngay, thế nhưng lọ thuốc không được cất kỹ trong túi áo khoác của cô ta cũng rơi xuống cùng lúc đó. Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi bỗng trở nên lạnh lẽo, anh ta hờ hững lên tiếng, thuốc của em rơi ra ngoài kìa. Từ Ngạo Tuyết kinh hãi, vội vã quay đầu lại cúi xuống nhặt thuốc. Ban nãy tâm trạng của cô ta quá nặng nề, uống thuốc xong rồi lại quên không vứt đi, lúc này lại bị người khác nhìn thấy. Từ Ngạo Tuyết nhặt lọ thuốc lên, vừa định quay người rời đi đã thấy người đàn ông trẻ tuổi kia bước tới trước một bước, anh ta giơ tay bóp chặt hai má cô ta, lạnh lùng nói, con khốn nạn này, mày giả vờ thanh cao trước mặt tao làm gì nữa. Trong mắt Từ Ngạo Tuyết lóe lên vẻ giận dữ, nhưng cô ta vẫn chỉ đứng im nhìn anh ta mà không nhúc nhích. Mày không còn là thiên kim tiểu thư cao quý của nhà họ từ ngày xưa nữa rồi, mày chẳng qua chỉ là một con chó nhà có tang, một món hàng rách nát đã bị người khác chơi chán rồi thôi. Người đàn ông trẻ tuổi kia buông Từ Ngạo Tuyết ra rồi đột ngột giơ tay lên tát cô ta một cái như trời giáng. Một tiếng bốp vang dội, Từ Ngạo Tuyết nghiêng mặt sang một bên, thậm chí khóe miệng cô ta còn chảy ra một chút máu tươi. Trong lòng cô ta cảm thấy vừa phẫn nộ vừa buồn bã. Nếu là Từ Ngạo Tuyết của ngày xưa thì liệu anh ta có tư cách đối xử với cô ta như thế hay không? Thậm chí có khi anh ta còn phải khúm núm dè dặt trong từng câu từng chữ nói với cô ta ấy chứ. Từ Ngạo Tuyết, tao cho mày biết, mày đừng có giả vờ thanh cao trước mặt tao. Nếu không phải nhà họ Triệu bảo tao cưới mày thì mày nghĩ liệu tao có kiên nhẫn gặp mặt một con điếm khốn nạn gặp dịp thì chơi qua đường như mày hay không? Sau này gặp nhau. Mày còn dám tỏ thái độ với tao lần nào thì tao đánh mày lần đó. Người đàn ông trẻ tuổi kia nói với gương mặt hết sức lạnh nhạt, ánh mắt mà anh ta dùng để nhìn Từ Ngạo Tuyết cũng là ánh mắt đầy miệt thị và khinh thường, dường như anh ta nghĩ ở chung với cô ta là một chuyện gì buồn nôn lắm. Câu nói vừa rồi của người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đã khiến thân phận của anh ta lộ ra trước ánh sáng, đại thiếu gia nhà họ Dương ở Ma Đô, thượng tá quân đội trực thuộc ban chính trị của Bộ Quốc phòng, Dương Tĩnh. Từ Ngạo Tuyết sờ vào khóe miệng của mình, cười cười, nụ cười đầy vẻ giễu cợt.
Cô ta nói, anh cũng chỉ dám bắt nạt tôi sau lưng bọn họ mà thôi. Dương Tĩnh tiếp tục sầm mặt tát cho cô ta một cái, anh ta lạnh giọng đáp lại, món đồ rách nát thì nên tự ý thức được vị trí của mình, nếu không cô không được hưởng thứ gì tốt đẹp đâu. Từ Ngạo Tuyết bật cười một tiếng, tôi biết rồi, Thượng tá Dương đúng là oai phong hiển hách thật đấy, tôi giật cả mình đây. Những đường gân xanh dần giật không ngừng nổi lên trên trán Dương Tĩnh. Anh ta bóp cổ Từ Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói, tốt nhất là cô nên tiếp tục chứng tỏ rằng bản thân có tác dụng với nhà họ Triệu, nếu có một ngày kia nhà họ Triệu không cần cô nữa, thì người đầu tiên giết chết cô chính là tôi. Từ Ngạo Tuyết vẫn cứ nhìn Dương Tĩnh bằng ánh mắt cực kỳ cao ngạo. Ngoại trừ Tề Đẳng Nhàn ra, không một người đàn ông nào khác trên thế giới này có thể khiến cô ta cúi đầu chịu thua. Cút, Dương Tĩnh vung tay lên, thẳng thừng ném Từ Ngạo Tuyết xuống đất rồi xoay người bước lên xe. Mong là sau khi tới Ma Đô thì cô đừng có trưng cái bản mặt thối hoắc đó cho người nhà và bạn bè của tôi xem, nếu không thì tôi sẽ dùng dao rạch cho cô hai vết thật to bên khóe miệng, để dạy cô cách cười cho chuẩn. Từ Ngạo Tuyết hừ nhẹ hai tiếng, giơ tay xoa vết thương đau nhức. Sau khi người đàn ông kia đã rời đi, cuối cùng cô ta cũng rơi nước mắt. Nếu như Ngọc Tiểu Long và cô ta không đoạn tuyệt quan hệ với nhau thì liệu những thứ nhãi nhép như kẻ kia có dám bắt nạt cô ta thế này hay không? Tiếc là trên đời này không có nếu như, bây giờ Từ Ngạo Tuyết và Ngọc Tiểu Long đã biến thành người dưng nước lã, bọn họ không còn là bạn tốt nhất của nhau như ngày xưa nữa rồi. Có điều cô ta vẫn giữ lại tính cách cao ngạo của bản thân ngày xưa. Cô ta sẽ tiếp tục kiên định với suy nghĩ của bản thân, leo lên vị trí cao thêm một lần nữa. Sau đó giết chết từng kẻ một, giết sạch những kẻ đã từng nhục nhã mình. Trả thù luôn luôn là thứ ngọt ngào nhất. 111. Bởi vì trước trả thù chỉ toàn là đau khổ mà thôi. Hạt giống mà Tề Đẳng Nhàn từng gieo vào trong đầu Từ Ngạo Tuyết dường như đã có khuynh hướng bắt đầu nảy mầm. Cũng trong cùng một ngày hôm đó, Tề Đẳng Nhàn cùng Dương Quan Quan ra sân bay đón người. Bốn người đàn ông bước xuống từ trên máy bay. Một người gầy như que củi, sắc mặt tiều tụy, thoạt trông chẳng khác nào tên quỷ nghiện thuốc phiện hút chính suốt ngày. Một người khác thì béo núc ních, trên mặt là nụ cười tươi như hoa, có điều nụ cười kia cũng dữ tợn vô cùng, trông giống như đồ tể trong cửa hàng bán thịt lợn vậy. Hai người còn lại đi phía sau thì đều là cảnh ngục của nhà tù Udo. Ê mập, mày nghĩ sao, có muốn nhân dịp này chạy trốn luôn không? Hai người này tuyệt đối không phải đối thủ của chúng ta. Đại đương ra đưa chúng ta đến sân bay rồi không đi theo nữa, đây chính là một cơ hội tốt. Tên gầy trầm giọng nói. Ha, thằng khỉ ốm, con mẹ nó mày muốn chết thì đừng có kéo theo tao. Hồi xưa tao đã giết không biết bao nhiêu người, khắp trái đất này toàn là kẻ thù của tao, thực ra hoạt động trong phạm vi quy định của nhà tù Udo mới là an toàn nhất cho tao. Tên mập lắc đầu liên tục. Trên mặt tên gầy có đôi chút thất vọng, anh ta giận dữ nói. Hồi xưa mày là một người đàn ông mạnh mẽ hùng tâm tráng trí, quyết tâm lật đổ chính phủ này, sao giờ lại sa sút như vậy? Tên mập trả lời, cái hồi một tháng trước khi bị nhị đương ra chặt hai chân rồi vứt vào trong nhà tù Udo thì mày cũng là một tên vai u thịt bắp đấy, còn tuyên bố sẽ giết chết cả nhà cậu ta cơ mà, sao giờ mày không thử nhìn lại xem mày đã gầy trơ xương đến mức nào rồi? Khóe miệng của tên gầy run lên, liên tục co rút lại. Mày phải cố mà chạy cho nhanh vào, lát nữa nhị đương ra sẽ tới đấy. Tên mập híp mắt cười nói. Tên gầy hít vào một hơi thật sâu, vừa chuẩn bị hành động thì chợt trông thấy Tề Đẳng Nhàn đã đứng đợi sẵn ở cửa sân bay. Vì vậy mọi kế hoạch của anh ta bị bóp chết từ trong trứng nước. Nhị đương ra, chúng tôi đã đưa Dạ Ma và Đồ Phu với rồi, kế tiếp xin giao lại cho anh cả. Hai cảnh ngục đưa hai người kia ra ngoài rồi mỉm cười nói với Tề Đẳng Nhàn. Được được được, các anh đã vất vả rồi. Để xem nào, hai anh cứ về khách sạn nghỉ ngơi một lúc đã, sau đó tôi sẽ bảo cấp dưới thuộc bộ phận PA đưa các anh đi chơi, quán Đông Phương Anh Hoa đó không tệ đâu. Tề Đẳng Nhàn nói. Vừa dứt lời, hắn đã ngay lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng, tại sao mình lại khai quán Đông Phương Anh Hoa ra nhỉ? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà quay đầu nhìn Dương Quan Quan, chỉ thấy trên mặt cô ta đầy vẻ khinh miệt. Hiển nhiên cô ta rất coi thường hắn vì hắn đã từng tới những nơi thế này. Hừm, các anh tới đó mát xa chân là được rồi, đừng làm gì sai trái,
có nói thế nào thì chúng ta cũng được coi là nhân viên chính phủ. Tề Đẳng Nhàn hắng giọng một cái rồi nói. Dạ dạ dạ, hai cảnh ngục cùng nở nụ cười ngầm hiểu, ai là đàn ông cũng hiểu ấy mà. Hai con người một béo một gầy kia chính là Đồ Phu và Dạ Ma. Nhìn thấy Dương Quan Quan, Đồ Phu mỉm cười, Dương tiểu thư vẫn khỏe chứ, lâu ngày rồi không gặp, cô lại trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Cô cắt tóc ngắn thế này thật là xinh đẹp. Dương Quan Quan gật đầu nói, anh Đồ Phu, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau nhanh đến vậy, cũng cảm ơn anh đã chỉ dạy cho tôi trong thời gian tôi ở nhà tù U Đô. Sau đó Dương Quan Quan cũng nói với Dạ Ma, anh Dạ Ma, chào mừng anh đến thành phố Trung Hải. Dạ Ma lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Nhị đương gia à, cái thằng khỉ ốm này vừa xúi tôi chạy trốn đấy, nó nói đây là một cơ hội rất tốt, nhưng tôi không thèm đồng ý với nó đâu. Đồ Phu vừa híp mắt cười vừa quay đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, chưa gì anh ta đã bán đứng đồng đội. Sắc mặt lạnh lùng của Dạ Ma biến đổi trong chớp mắt, anh ta hoảng hốt nói, Đồ Phu, con mẹ nó mày đừng có mở mồm ra là phun rắm linh tinh, tao chưa bao giờ nói ra những lời như thế cả. Tề Đẳng Nhàn nheo mắt nhìn anh ta, trên mặt hắn mang theo chút ý cười vô cùng đáng sợ. Ngay sau đó Dạ Ma có cảm giác như hai đầu gối từng bị cắt đứt của mình có hơi lạnh lẽo, thậm chí còn hơi đau buốt. Muốn chạy à, thử chạy cho tôi xem nào, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Không dám, tôi không dám đâu, cái thằng già trứng thối chết tiệt Đồ Phu này thích nói đùa thôi ấy mà. Dạ Ma vội vàng nói. Không chạy thật à, Tề Đẳng Nhàn hỏi lại, tôi cho anh cơ hội còn gì nữa. Dạ Ma liên tục lắc đầu. Trả lời, chỉ là mấy câu đùa giỡn linh tinh thôi, nhị đương gia cũng biết đấy, tôi cũng thích nói đùa lắm mà, sao tôi có thể chạy trốn được. À, thế thì cũng không đúng nhỉ, chuyện hôm nay là ai đó muốn hãm hại tôi, phải không? Ê này Đồ Phu, mày muốn hãm hại tao phải không? À ha ha ha, sao mà tôi có thể chạy trốn được cơ chứ? Chắc chắn tôi sẽ không chạy trốn rồi. Ngồi tù cũng là một chuyện rất tốt mà. Tề Đẳng Nhàn giơ tay vỗ nhẹ một cái lên vai Dạ Ma, nói, anh không chạy là tốt rồi, nếu còn dám chạy nữa thì chắc sau này đôi chân đó cũng không dùng được đâu. Khóe miệng Dạ Ma khẽ run run, suýt thì sợ đến mức nhũn cả người. Từ trước tới nay chỉ có Dạ Ma đi hù dọa người khác, làm cho người khác phải khóc lóc van xin, cũng chỉ có mình Tề Đẳng Nhàn mới có thể khiến anh ta sợ sệt đến mức này. Dương Quan Quan nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười. Chỉ trong nháy mắt mà gương mặt lạnh lùng kia lại tràn đầy vẻ hoảng hốt rồi sao? Trên mặt của Đồ Phu lập tức lộ ra một nụ cười mất nét, khiến Dạ Ma giận tới nỗi ngứa cả răng, chỉ hận không thể tát cho anh ta hai cái thật mạnh. Đi thôi, lên xe nào, tôi bảo các anh lại đây là vì có chút việc cần các anh hoàn thành giúp. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Hai người kia ngoan ngoãn cùng hắn đi ra khỏi sân bay rồi bước lên xe. Cũng không phải bọn nhỏ sợ hắn hay gì. Mà là bởi hai người bọn họ đã chịu thiệt quá nhiều, không muốn chịu thiệt thêm một lần nữa. Có trâu bò mạnh mẽ đến mấy thì vào nhà tù U Đô ở mấy tháng rồi cũng sẽ bị uốn nắn đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Nhị đương gia, có phải cậu định cho chúng tôi đi làm hộ vệ giống như sát thần hay không? Đồ Phu hỏi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu đáp lại, sát thần có tính trầm ổn lại khiêm tối. Hơn nữa khi còn ở trong tù thì anh ta chưa bao giờ chủ động phạm tội trừ phi có người khác trêu chọc anh ta. Cho các anh đi làm hộ vệ, tôi còn lo khách hàng sẽ bị các anh làm thịt luôn ấy chứ. Đồ Phu và Dạ Ma ngượng ngùng cười cười, không dám nói thêm câu nào nữa. Quả thực sát thần là một người tương đối khiêm tốn, hơn nữa tính cách của anh ta cũng không biến thái giống như bọn họ, ngoại trừ việc giết người tương đối nhiều thì thực ra anh ta cũng khá là bình thường. Tề Đẳng Nhàn cũng từng cân nhắc đến việc thả anh ta rời đi, chẳng qua chính anh ta đã chủ động xin được ở lại, nói rằng muốn sám hối và chuộc lỗi cho quá khứ của bản thân, anh ta cũng không muốn đối mặt với những sự việc mưa máu gió tanh trên giang hồ hiểm độc nữa. Còn Đồ Phu thì sao, một tên quân phiệt tàn bạo từng giết chết hơn một vạn tù binh liệu sẽ nghe theo lời khách hàng nói ư? Dạ Ma thì lại càng khỏi phải nói, anh ta nổi tiếng vì đã giết chết cả gia đình của một thượng tướng ở Tuyết Quốc. Tính cách vô cùng độc ác và tàn bạo. Chúng ta tới thành phố Tây Hà luôn đi, dù sao buổi triển lãm xe ô tô do Trần Ngư đứng ra tổ chức cũng sắp bắt đầu rồi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại nói với Dương Quan Quan.
Được thôi, Dương Quan Quan vui sướng hẳn lên, cô ta thầm nghĩ rằng đi tới một thành phố khác cùng với Tề Đảng Nhàn là một sự kiện vô cùng lãng mạn. Đáng tiếc là trong xe vẫn còn hai cái bóng đèn khổng lồ đang lù lù ngồi đó. Đồ Phu và Dạ Ma đều tham lam ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, bọn họ đã bị giam cầm quá lâu rồi, thực sự là đã thèm thuồng tự do đến mức sắp điên lên mất. Có điều với bọn họ thì tự do cũng chỉ là một điều có thể ước ao chứ không thể chạm tay tới được. Chí ít là trước khi Tề Đảng Nhàn chết đi thì bọn họ đừng hòng mơ tưởng đến. Xã hội hiện đại phát triển nhanh thật đấy, ngày nào cũng có sự việc đổi khác, tôi chỉ mới ngồi tù khoảng chừng 10 năm đã không theo kịp tốc độ phát triển này rồi. Đồ Phu không nhịn được mà cảm thán một câu. Anh giết bao nhiêu người như vậy, có thể được sống đã là Thượng Đế ban ơn cho anh rồi. Tề Đảng Nhàn hờ hững nói. Đồ Phu rụt cổ lại, không dám bày tỏ thêm bất cứ ý kiến nào nữa. Dạ Ma ngồi cạnh nhìn cảnh tượng đó mà có chút hả hê, đáng đời lão già mất nết bán đứng đồng đội, mày sẽ không được chết tử tế đâu. Đến tối họ mới đặt chân vào thành phố Tây Hà, Tề Đảng Nhàn trực tiếp thuê một căn phòng khách sạn để làm chỗ nghỉ ngơi. Tiếc là tôi đang bị thương, nếu không thì tôi đã có thể luyện tập với bọn họ một chút. Nói không chừng tôi sẽ lại càng thêm tiến bộ. Dương Quan Quan nói bằng giọng có chút tiếc rẻ. Cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, trong khoảng thời gian này đừng nghĩ đến võ công nữa. Tề Đảng Nhàn mỉm cười trấn an cảm xúc của cô ta. Sáng hôm sau, Tề Đảng Nhàn dẫn cả ba người đến trung tâm triển lãm xe ô tô để tham dự buổi triển lãm. Tề Đảng Nhàn phất tay, ý bảo Dạ Ma và Đồ Phu cứ thoải mái tự mình đi dạo xung quanh. Hắn không hề lo lắng rằng bọn họ sẽ chạy mất. Lúc đầu Đồ Phu không dám đi đâu cả, dù sao trong tay anh ta cũng có nhiều mạng người như vậy, ngay cả chính phủ cũng coi anh ta là cái đinh trong mắt, chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn bọn họ sẽ tìm cách làm thịt anh ta. Anh ta không đi đâu thì dĩ nhiên Dạ Ma cũng không được phép đi đâu cả, bởi vì Đồ Phu hiểu rất rõ một chuyện, nếu Dạ Ma chạy mất thì cái tội để sổng Dạ Ma sẽ được Tề Đảng Nhàn tính lên đầu anh ta. Hơn nữa, kể cả khi Dạ Ma có muốn chạy trốn thì cũng chưa chắc anh ta sẽ chạy trốn thành công. Nếu như chạy trốn không thành công và bị bắt thì suốt nửa sau của cuộc đời anh ta cũng chỉ có thể làm một kẻ tàn phế mà thôi. Đồ Phu nhìn mấy cô người mẫu tạo dáng bên đủ kiểu xe ô tô giữa trung tâm triển lãm, chỉ cảm thấy trong miệng mình đầy nước bọt, xem những cặp chân dài kia đi, thèm quá đi mất, đã bao nhiêu năm rồi mình chưa chạm vào đàn bà nhỉ. Dạ Ma thì không có hứng thú với đàn bà nhưng lại khá là hứng thú với mấy chiếc xe ô tô, Đồ Phu cũng vì thế mà thấy tiếc thay cho anh ta, thầm nghĩ thằng nhãi con này đúng là chẳng đáng mặt làm đàn ông gì cả. Đây là loại ô tô hãng Nick Lư do nhà họ Trần tự chủ trương nghiên cứu và phát minh chế tạo, được cho ra mắt với những tính năng gần như toàn diện. Tề Đảng Nhàn đưa Dương Quan Quan tới trước một chiếc xe ô tô đa dụng, giới thiệu cho cô ta. Đây là một chiếc xe ô tô màu đen. Logo được gắn ở đầu xe là hình một con ngựa đang nhảy lên, thân xe được sơn bóng lên tràn đầy khí chất, không gian bên trong xe rất rộng rãi và thoải mái, được phối cùng các loại thiết bị cao cấp, đẳng cấp được thể hiện cực kỳ rõ ràng. Dương Quan Quan kinh ngạc hỏi, thế lực của nhà họ Trần mạnh mẽ đến vậy sao? Toàn bộ chiếc xe này đều là do bọn họ tự chủ trương nghiên cứu à? Tề Đảng Nhàn lắc đầu nói, cũng không phải đâu, mấy thứ đồ chơi như động cơ đâu có dễ nghiên cứu đến vậy. Phải tốn nhiều tiền lắm. Động cơ mà bọn họ dùng là hàng của bên Triều Tiên. Dương Quan Quan trả lời, thế cũng phải thôi, có rất nhiều thương hiệu lớn chọn cách tiến hành hợp tác với những thương hiệu lớn có kỹ thuật thành thạo khác thay vì sử dụng động cơ mà mình tự nghiên cứu. Có điều tại sao họ lại không sử dụng động cơ của Nhật Bản? Hình như ngành công nghiệp động cơ của họ phát triển hơn nhiều, sản phẩm tạo thành cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn và bền bỉ hơn. Nhà họ Trần lựa chọn động cơ ô tô của hãng Giang Đê thuộc Triều Tiên, có vẻ đó không phải là một lựa chọn quá tốt, hơn nữa hãng Giang Đê còn đang rơi vào thế cổ trai, giá trị cổ phần đang nằm trong giai đoạn tuột dốc. Tề Đảng Nhàn nói, đây là động cơ hỗn hợp mới phát minh của Giang Đê, doanh số bán hàng vẫn rất tốt. Động cơ của nước Nhật Bản tốt thì có tốt thật nhưng những thương hiệu lớn đều có giá thành quá đắt đỏ, chẳng bằng lựa chọn Giang Đê thấp hơn vài cấp bậc với giá thành phải chăng. Động cơ được sản xuất từ Nhật Bản có thể nói là số một của toàn thế giới, nếu một công ty sản xuất ô tô vừa mới được thành lập như nhà họ Trần muốn hợp tác với bọn họ thì phỏng chừng sẽ không thể thu được quá nhiều điều kiện có lợi,
lùi một bước để chọn hãng sản xuất thuộc Triều Tiên cũng là một quyết định rất tốt. Tề Đẳng Nhàn phát hiện ra rằng xung quanh chiếc Aston Martin 177 ở trung tâm buổi triển lãm xe ô tô cực kỳ náo nhiệt, một đám người tụ tập xung quanh đó để chụp ảnh cùng chiếc xe này, dù nó được lái đi đâu thì những người ở gần đó đều sáng mắt lên ngắm nghía. Dương Quan Quan nói, nếu có ai có thể tặng tôi một chiếc xe tương tự như vậy thì tốt quá rồi. Câu nói này của cô ta hơi có ý ám chỉ. Tề Đẳng Nhàn chỉ có thể vờ như không nghe thấy gì hết. Loại xe đó đâu phải cứ muốn mua là sẽ mua được, hắn còn phải nhờ và đủ kiểu quan hệ nữa cơ, phiền phức chết đi được. Hay, xem ra đây chỉ là giấc mơ của tôi thôi, không có khả năng trở thành hiện thực. Dương Quan Quan đành thở dài tiếc nuối. Này cô gái xinh đẹp, nếu cô muốn có một chiếc Aston Martin thì tôi có thể mua cho cô. Một gã đàn ông còn trẻ tuổi quay sang nói với Dương Quan Quan. Tề Đẳng Nhàn vô cùng tức giận. Con mẹ nó tên này là ai, chuyện giữa bọn tao có liên quan quái gì đến mày không? Dương Quan Quan nhìn anh ta một cái có cảm giác đối phương đang trêu ghẹo mình thì không thèm để ý đến nữa. Oppa chủ động nói chuyện với cô mà cô dám làm như không nghe thấy gì hết sao? Cô có bị điếc hay không? Một người phụ nữ rõ ràng đã phẫu thuật thẩm mỹ đứng cạnh người đàn ông trẻ tuổi kia vừa mở miệng đã lớn tiếng quát to. Điên à! Dương Quan Quan chỉ hờ hững đáp lại bằng một câu rồi lắc đầu. Người đàn ông trẻ tuổi cười ha ha, anh ta bèn lấy ra một chiếc chìa khóa, chính là chìa khóa của chiếc xe Aston Martin 177 kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.